tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 931, đệ tử sở ra bị trọng thương. Cái bản mặt của mày thì thanh thản chỗ nào hả? Nhìn vào hòa thượng tây thân hình bồ tượng, cờ bắp cuồn cuộn kia, gã đàn ông ăn vả thầm nuốt nước bọt, lòng thì mắng, thứ thanh thản nhẹ nhàng thật sự là cái đầu chọc của mày thì có. Thấy gã ăn vả không nói gì, hòa thượng tây nhíu mày. Thí chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn cho ta chúc thể diện à? hay là vì mặt của bần tăng không đủ thanh thản thế. Nói đoạn, hòa thượng Tây làm ra động tác gấu ôm rồi nói. Người xuất gia không nói rông dài, một cái ôm của bần tăng có thể giết chết cả gấu chó đấy, chẳng lẽ các ký chủ muốn thử à? Gã ăn và không khỏi giật lùi vài bước, tuy rằng không biết cái ôm của tên hòa thượng Tây này có thể giết chết một con gấu chó hay không. Nhưng nếu mình bị ôm một phát thì bảo đảm sẽ nát hết xương mất thôi. Hơn nữa thể trạng của đối phương khủng quá, mình với cả đám anh em cộng lại cũng chẳng đủ cho hòa thượng Tây đánh ấy chứ. Hảo Hán không ăn cái thiệt ở trước mắt. Thằng chọc kia, hôm nay ông đây nể mặt mày nên tha cho ba đứa này một lần, ngày mai tao sẽ tìm bọn mày tính sổ sau. Gã ăn và cắn răng nói, sau đó phất tay định dắt đám anh em của mình rút lui. Nhưng đúng lúc này hòa thượng Tây đột nhiên lóe lên một cái, đứng chặn trước mặt đám gã ăn vạ. Cái thân hình tạo hình này thế mà lại nhanh như một con mèo ấy các vị thí chủ, chẳng lẽ gương mặt thanh thản của Bần Tăng không đủ để các ngươi tha cho mấy người cao thí chủ hay sao? Ý của Bần Tăng chính là hai bên hãy hóa giải ân oán, bắt tay làm hòa đi. Hòa Thượng Tây nghiêm túc nói, thằng chọc này mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Audio điện tử võ tấn bền Gã ăn và cắn răng nói Không đánh tống thư hàng một trận thì tao khó mà nguôi giận được mày giúp bọn nó được nhất thời chẳng lẽ còn giúp được cả đời à thậm chí chỉ cần hòa thượng tây đi khỏi thì bọn họ sẽ lập tức quay lại tìm tống thư hàng trả thù ngay ờ, ơ ân oán giữ các ngươi là vì tống thí chủ à hòa thượng tây tò mò hỏi tiếp đương nhiên rồi gã ăn và cắn răng nói nhớ tới chuyện mình bị cướp tiền thì lòng gã lại đau như cắt nói vậy là các vị thí chủ không hề có thù hằn gì với ba người cao thí chủ chỉ muốn tìm tống thí chủ để trả thù thôi chứ gì hòa thượng tây nghe vậy thì gật đầu nói thế thì dễ xử rồi nếu các vị thí chủ không ngại thì cứ đi cùng với ta ta đưa các ngươi đi tìm tống thí chủ gì cơ đám người gã ăn vạ được mặt ra cao mỗ mỗ đại sư ngài không thể đưa bọn họ đi tìm thư hàng được cao thí chủ cứ yên tâm chuyện vặt thế này thì một mình tống thí chủ có thể dễ dàng giải quyết ấy mà hòa thượng tây mỉm cười lại nháy mắt với ba người cao mỗ mỗ. Ba người cao mỗ mỗ lập tức hiểu ra, đúng thế, có đại hòa thượng ở đây, cho dù có đi gặp tống thư hàng thì cũng không việc gì phải sợ đám người này. Cao thí chủ, xin hãy đưa bần tăng đi gặp tống thí chủ. Hòa thượng Tây lại nói. Dương Đức móc điện thoại ra nói. Tôi gọi điện cho thư hàng, bảo nó đến nhanh một chút. Làm phiền thí chủ. Hòa thượng Tây cười nói. Dương Đức bấm số gọi cho tống thư hàng. Tống Thư Hàng nhanh chóng nghe máy. Alo, Dương Đức đấy à, có chuyện gì thế? Nghĩ ra trưa nay ăn cái gì rồi à? Không phải, bọn tao bị người ta bao vây. Đối phương muốn tìm mày đấy. Dương Đức bình tĩnh thông báo. Ai thế? Ý cười trong giọng nói của Tống Thư Hàng đã tắt hẳn. Bọn tao cũng không biết, nhìn giống lưu manh lắm, mày chọc phải khi nào thế? Dương Đức bình tĩnh nói. Lưu manh cái đầu nhà mày gã ăn và tức giận quát to, nếu không vì hòa thượng Tây đứng bên cạnh thì hắn ta đã nhào lên thân ái dí cho Dương Đức mấy đấm rồi. Bọn mày đang ở đâu đấy? Tống Thư Hàng hỏi lại. Ở một con hẻm trong khu đại cát. Dương Đức báo ngay. Tống Thư Hàng. Tao tới ngay đây. Chưa tới 2 phút sau, bóng dáng Tống Thư Hàng đã xuất hiện trong hẻm nhỏ khu đại cát, bên cạnh hắn còn dắt theo bé thi trên vai là chim tước tiểu thải kẻ thù gặp nhau thì vô cùng đỏ mắt gã ăn vạ nhìn chầm chằm vào tống thư hàng tức giận hét to thằng họ tống kia mấy tên anh em của hắn cũng theo sát bên cạnh chuẩn bị nhào lên xử đẹp tống thư hàng sư cọ này chắc là mày không bắt bọn này phải nể gương mặt thanh thản của mày nữa đây chứ gã ăn vạ nhìn sang hòa thượng tây lạnh lùng nói xin cứ tự nhiên đi ha ha hòa thượng tây mỉm cười thực lực của tống thí chủ vô cùng bí hiểm đám lưu manh này dám tìm tống thí chủ gây sự như thế chẳng khác nào tự tìm đường chết sau khi nghe thấy lời cam đoan của hòa thượng tây đám người kia vùng ống tuyết sắt nhe răng cười đi về phía tống thư hàng hóa ra là đám này tống thư hàng nhìn gã ăn và kia thầm thở phào nhẹ nhóm hắn còn ngỡ là kẻ vô sỉ nào trong giới tu sĩ định ra tay với ba người cao mẫu mỗ, mỗ tiểu thải trên vai hắn chớp mắt, hót lên hai tiếng. Loại rác rưởi sức chiến đấu không đến năm điểm này, cô dùng một cái móng vuốt cũng xử được. Đám người kia nhào tới chỗ Tống Thư Hàng, nhe răng cười gần. Đúng lúc này, cô bé đứng bên cạnh Tống Thư Hàng chợt động. Cô bé mặc bộ váy màu đen đột nhiên vèo một cái, phóng tới chỗ đám người gã ăn vạ. Gã chân dài chạy trước tiên cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Sau đó có một cô bé vô cùng đáng yêu nhảy lên cao ơi là cao, Đầu gối trắng nõn đánh thẳng vào cằm của hắn thật mạnh. Á! À, gã chân gài hét lên đau đớn, thân hình bay ngược về phía sau. Sau đó gã giơ tay ôm cằm lăn lộn dưới đất khóc la. Gã cảm thấy mình như bị xe máy tông thẳng vào người, có khi đã vỡ xương cằm cũng nên, giờ này nó đã đơ ra mất hết chi giác luôn rồi. Ngay khi gã ngã xuống thì cô bé váy đen xoay vòng một cái cực kỳ phản khoa học trên không trung, đôi chân bé bé quét ngang một cú. Bốp! tên cầm gậy bóng chạy chạy phía sau gã chân dài kia bị đánh trúng mặt, kêu thảm ngã xuống đất. Cũng giống với gã chân dài kia, tên này ôm mặt lăn lộn liên hồi, răng gãy hết mấy cái. Chỉ trong nháy mắt thôi mà bên phe gã ăn vả đã có hai tên đo đất. Tốc độ còn nhanh hơn cả phim hành động Mỹ nữa. Mà công kích của thi này chỉ mới vừa bắt đầu. Sau khi đáp xuống, cô bé cúi người, quét chân một cú. Sau đó, một tên cao to đeo vuốt hổ cảm giác như đầu gối bị một mũi tên bắn trúng, không đúng, là bị một đôi chân nho nhỏ đánh trúng. tên cao to đeo vuốt hổ cũng hét thảm ngã vật ra đấy, hai tay ôm chân lăn long lóc, đau đến mức phát khóc. đây nào có giống bị một con bé đá đâu, rõ ràng là bị gậy sắt quất một cú thật mạnh vào bắp chân thì có, xương ống quyển như bị đánh gãy luôn rồi này. sau khi thi quét ngã tên đeo vuốt hổ thì lại nhảy lên, đạp lên bụng hắn một cú. á. À tên đeo vuốt hổ cảm thấy bụng đau dữ dội, đầu mèo qua một bên, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, bé thi cứ như hổ giữ vào bầy dê, thân hình bé bé xinh xinh của cô cứ thoăn thoát như một viên đạn. Đám người bên kia hét thảm liên hồi. Mười giây sau, ngoại trừ gã ăn vạ đang cầm ống tuyết ra thì toàn bộ đồng đội của hắn đã đo đường. Đậu xanh, cao mỗ mỗ giật mình nói. Đậu xanh, thổ ba cũng hết cả hồn. Dương Đức nhìn chằm chằm cô bé váy đen nọ, hoài nghi không biết có phải gần đây mình mệt mỏi quá nên gặp ảo giác hay không. Một cô bé con 10 tuổi, chưa đầy một phút đã đánh ngã mười mấy gã đàn ông trưởng thành có cầm vũ khí, đây rõ ràng là cảnh tượng chỉ trong phim mới có. Nữ hiệp, xin hãy tha mạng. Gã ăn vạ nhũn hết cả giò. Thi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tống Thư Hàng hỏi. Anh Tống, có xử luôn cả người này không? Trông như đại ca ấy, có cần ép hỏi lý do tại sao hắn tấn công anh không? Ừ, để anh nói vài câu với hắn xong rồi xử luôn. Tống Thư Hàng cười nói, hắn đi tới bên cạnh gã ăn và kia rồi nói. Có điện thoại không? Mở khóa màn hình cho tôi cái đi. Gã ăn và run rẩy móc điện thoại ra, mở khóa đưa cho Tống Thư Hàng. Cha, điện thoại được đấy. Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại của gã ăn và kia, nhí một cái rồi cười nói nếu chú em thích thì anh tặng cho chú cũng được. Gã ăn và cắn răng nói. Hai, tôi lấy điện thoại của anh làm gì? Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại, sau đó nhập một dãy số vào. Đây là một dãy số điện thoại mới, Tống Thư Hàng vốn định lấy đưa cho Diệp Tư. Sau này muốn tìm tôi trả thù thì cứ gọi thẳng vào đây, chừng đó tôi sẽ đi một mình đến tìm các người. Tống Thư Hàng trả điện thoại lại cho gã ăn vạ rồi nói. Một mình á, à? gã ăn và hỏi lại đúng chỉ một mình tôi thôi không dắt theo ai hết tống thư hàng mỉm cười vỗ vai gã ăn vạ một cái khóe miệng của gã ăn và co giật có ngu mới tim mày đến lúc đó tao mà gọi cho mày thì kiểu gì mày chẳng dắt một đống người tới hội đồng tao được rồi thi này anh nói xong rồi tống thư hàng nói dạ thì bước lên hai bước nhỏ sau đó khẽ quát một tiếng hay đôi chân nho nhỏ đá thẳng vào cổ của gã ăn vạ. Trước mắt gã ăn vạ tối sầm, ngất thẳng cẳng. Sau đó, trong ánh nhìn của đám cao mỗ mỗ và thổ ba, Tống Thư Hằng ngồi xổm xuống, thuần thục moi ra một cái ví tiền mới từ trên người của gã ăn vạ kia. Mở ra xem thì chỉ có hai tờ hồng. Còn nghèo hơn cả lần trước. Tống Thư hàng cười lớn đút túi luôn. Hắn không lấy xu nào trên người mấy kẻ khác, hắn chỉ lấy tiền của gã ăn vạ này mà thôi lúc tống thư hàng nhét tiền vào ví của mình thì diệp tư trong cơ thể hắn lập tức sáng mắt lên hóa ra còn có thể kiếm tiền kiểu này à diệp tư cảm giác mình lại tìm được một con đường kiếm tiền mới lão cao bọn mày có sao không tống thư hàng phất tay với bọn bạn cùng phòng cao mỗ mỗ may mà đại sư đến kịp lúc tống thí chủ bần tăng đã đến rồi đây hòa thượng tây thi lễ với tống thư hàng một cái ha ha đợi đại sư ngài lâu lắm rồi đây tống thư hàng cười nói hòa thượng tây tới đây là muốn đưa nhật ký của cao tăng khổ hạnh với địa tạng độ hồn kinh cho tống thư hàng mượn dùng ngoài ra hắn còn mang theo một tin khác cho tống thư hàng tống thí chủ trên đường bần tăng tới đây có gặp được một vị thí chủ bị trọng thương hắn nói mình là người của sở gia đang trên đường đi tìm tống thí chủ hòa thượng tây nói tống thư hàng ngẩn ra người của sở gia á chương 932, cho dù là thiên kiếp thì ta cũng sẽ giết cho ngươi xem. Sở ra mà Tống Thư Hằng biết, cũng chỉ có sở ra trong trận chiến đoạn tiên đài kia mà thôi. Nay đệ tử sở ra trọng thương tìm đến hắn như thế, lẽ nào là vì sở ra đã xảy ra chuyện gì bất chắc ư? Theo lý thuyết thì hiện tại vị lão tổ kim đan của sở ra đã lành vết thương và xuất quan, có lão tổ tỏa chấn, những môn phái nho nhỏ kia hư kiếm phái ở gần đó lẽ ra không thể tạo thành uy hiếp cho sở ra mới đúng chứ? vậy nên tống thư hàng hỏi ngay người bị thương ở đâu bần tăng đưa hắn tới bệnh viện của khu giang nam rồi vết thương của hắn nặng lắm có thể phải mổ đấy nhưng lại có một chuyện rất quan trọng lần này bần tăng không mang đủ tiền có thể không đủ tiền thanh toán chi phí phẫu thuật hòa thượng tây thành thật đáp tống thư hàng thôi được rồi đại sư cứ chờ ở đó bọn ta sẽ lập tức đến gặp vị đệ tử của sở gia kia ngay còn tiền phẫu thuật chỗ ta còn thừa chút tiền đây đúng rồi vị đệ tử sở ra kia đang ở phòng nào thế nếu như có thể thì hắn muốn đưa vị đệ tử sở ra kia đến khu đại học giang nam nhờ thất sinh phù phù chủ tiền bối ra tay chữa trị dù sao thì bây giờ thất sinh phù tiền bối cũng là bác sĩ của trường mà hòa thượng tây lập tức nói số phòng cho tống thư hàng biết tống thư hàng giơ tay vỗ nhẹ lên tiểu thải trên vai một cái tước yêu khẽ gật đầu vỗ cánh bay về phía phòng bệnh kia đệ tử sở ra đang bị trọng thương nếu như không phải vết thương ngoài ý muốn như tai nạn xe cộ thì chắc hẳn là có tu sĩ ra tay với hắn nên tống thư hàng để tiểu thải đi đến đó trước tiện bề để ý đến đệ tử sở gian họ bạn thi lúc này thổ ba đột nhiên chạy tới bên cạnh bé thi rồi nói bạn thi ơi bạn có định nhận học trò không thi nghiêng đầu nghi hoặc mở to hai mắt bạn nhận mình làm học trò đi thổ ba vỗ ngực của mình mình chăm chỉ chịu khó lắm thân thể lại khỏe mạnh, nhất định là một hạt giống tốt thích hợp luyện võ. Không thèm, thi từ chối cái dục Ngươi già quá." Thổ Ba khóc ròng. "Năm nay người ta chỉ mới có 18 tuổi thôi mà. 18 tuổi vẫn là độ tuổi tươi non mơn mởn đó được không?" Tống thư hàng mỉm cười xoa đầu thi. "Thi, đừng có đả kích Thổ Ba nữa." Thi chớp mắt, sau đó nói với Thổ Ba. "Xin lỗi nha, người không có giả lắm." Nhưng vì bản thân ta còn chưa xuất sư nên căn bản không có tư cách nhận học trò. Thổ ba lại khóc xong, không già lắm là sao chứ hả? Cao mỗ mỗ cười nói với thổ ba, mày đừng có gato với con người ta, học võ phải bắt đầu từ nhỏ. Thổ ba mày thật sự đã bỏ qua độ tuổi tốt nhất để học võ rồi. Sau khi Tống Thư Hàng đưa đám bạn cùng phòng lượn vào quán ăn ở gần đó đánh chén xong thì tạm biệt bọn nó, đi đến bệnh viện với Hòa Thượng Tây trước. Sau khi tìm một chỗ vắng người thì Diệp tư tế pháp bảo phi hành của mình ra, mang theo hòa thượng Tây Phóng thẳng lên trời. Tống Thư Hàng hỏi, Đại sư, ngoại trừ nói muốn gặp ta ra thì vị đệ tử sở ra kia còn nói gì nữa không? Hòa thượng Tây lắc đầu, lúc ta gặp vị sở thí chủ kia thì hắn đã bị thương rất nặng. Ngoại trừ việc nói muốn tới khu Giang Nam tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu ra thì không còn gì nữa vết thương trên người hắn là do tai nạn ngoài ý muốn hay là bị tu sĩ tấn công thế. Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp. Hòa thượng Tây đáp, là vết thương do kiếm khí gây nên. Cổ nhiên là bị tu sĩ khác đả thương. Như vậy xem ra sở ra lại có bất chắc gì rồi. Tống Thư Hàng thở dài, sở ra đúng là hay gặp chuyện. Vất vả lắm mới xử xong hư kiếm phái, nào ngờ lại gặp phải phiền toái mới. Nhưng lại có thế lực nào nhằm vào sở ra nữa đây? hư kiếm phái đã bị hủy, những thế lực tu sĩ khác ở gần đó cũng chỉ là những thế lực nhỏ, không thể nào tạo thành uy hiếp với sở ra có lão tổ kim đan tỏa chấn được. Chẳng lẽ là đám chiến sĩ nhím biển ư? Lúc trước chiến sĩ nhím biển từng tham gia vào sự kiện sở ra và hư kiếm phái. Chỉ một lát sau, kim thư bản mệnh của Diệp Tư trở theo tống thư hàng và hòa thượng Tây đi đến không trung phía trên bệnh viện. Tước yêu tiểu thải ở bên dưới trông thấy Tống Thư Hàng đến thì lập tức bay lên, đậu trên vai hắn. Tiểu thải, có kẻ khả nghi nào đến gần đây không? Tống Thư Hàng hỏi thử. Không có, chỉ có y tá đến đây đổi thuốc cho bệnh nhân thôi. Tiểu thải đáp lại. Vậy chúng ta xuống dưới trước đi đã. Tống Thư Hàng nói. Kim Thư chở theo hai người chậm rãi đáp xuống bệnh viện. Một bên khác, trên một bãi cỏ ở LD. Nơi này được bày đủ loại trận pháp độ kiếp, tầng tầng lớp lớp. Vũ Nhu tử đứng bên trong, đang độ Thiên kiếp tứ phẩm. Thiên kiếp tứ phẩm không chỉ là lôi kiếp mà còn bao gồm cả kim kiếp, hỏa kiếp, thổ kiếp, thậm chí có thể sẽ xuất hiện cả tâm ma kiếp nữa. Thiên kiếp giáng xuống liên hồi, Vũ Nhu tử lại có vẻ khá thoải mái. Cô vừa độ kiếp, miệng còn hát vu vơ. Người bất trung, giết 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 kẻ bất hiếu giết 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 đây là bài hát mới của tạo hóa pháp phương tên là thất sát ca vũ nhu tử cảm thấy lúc hát bài này thì trạng thái của cô đặc biệt tốt độ kiếp cũng thuận lợi hẳn cách chỗ vũ nhu tử độ kiếp không xa linh điệp tôn giả đang căng thẳng nhìn về phía con gái mình tìm muốn phọt ra khỏi học. linh điệp tiền bối à người căn bản không cần căng thẳng thế làm gì với thực lực của vũ nhu tử lại thêm đủ loại trận pháp độ kiếp ở dưới đất thì cô ấy sẽ dễ dàng vượt qua thiên kiếp tấn chức tứ phẩm thôi ấy mà cuồng đao tam lãng chống cằm ngồi kế bên an ủi tôn giả người độ kiếp là con gái ta chứ có phải con gái ngươi đâu đương nhiên là ngươi không lo rồi linh điệp tôn giả nói cho dù quanh người con gái có vô số trận pháp nhưng linh điệp tôn giả vẫn cứ thấy không đủ hơn nữa trước đó không lâu cô gái tên tô thị a thập lục có thực lực xem xem vũ nhu tử của tô thị độ kiếp thất bại khiến cho linh điệp tôn giả càng lo lắng hơn thậm chí hắn còn âm thầm chuẩn bị một số đan dược chữa thương do thiên kiếp gây ra để đề phòng sẵn trong lúc nói chuyện kiếp phiên trên đỉnh đầu của vũ nhu tử hợp lại thành một sau đó lôi kiếp và hỏa kiếp cùng nhau đánh xuống người vũ nhu tử lôi hỏa bắn ra như mưa cuồng đao tam lãng nói đạo cuối cùng rồi kìa Đạo thiên kiếp lôi hỏa này chính là lượt cuối cùng trong thiên kiếp tấn trước tứ phẩm, theo lôi hỏa kiếp giáng xuống thì sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra tâm ma kiếp. Nếu có thể vượt qua đợt này thì sẽ trở thành tu sĩ tứ phẩm, ngự kiếm phi hành. Linh điệp tôn giả lại càng căng thẳng lo lắng hơn. Đưa mắt nhìn lôi hỏa kiếp cuồng bạo đang giáng xuống, vũ nhu tử không hề nao núng. Nói đúng ra thì từ khi bắt đầu độ kiếp đến giờ cô chưa từng sợ hãi. Music. Vũ nhu tử đột nhiên vỗ tay thành tiếng sau đó trận pháp nào đó ở bên cạnh cô đột nhiên phát ra giọng hát thâm hậu của một người đàn ông, giọng kia cứ gọi là gào khản cả cổ, siết 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 siết, người bất chung siết siết siết, kẻ bất hiếu siết siết siết, đây đúng là thất sát ca của tạo hóa pháp phương. Vũ nhu tử cố ý ghi âm lại, sau đó cho vào trong trận pháp, thông qua trận pháp khuếch đại âm thanh để tăng âm lượng lên. trong tiếng nhạc đầy kích thích vang vẳng bên tai này, Vũ nhu tử được bắp một cái cường hóa. Tới đi. Vũ nhu tử hét lớn với thiên kiếp. Có tiếng hát của tạo hóa tiền bối bắp sức mạnh, cho dù là thiên kiếp thì ta cũng có thể giết cho ngươi xem. chương 933, đừng có thương tổn lẫn nhau, đầu hàng đừng giết có được không? Vũ nhu tử cảm giác thất sát ca này chính là ca khúc tuyệt vời nhất của tạo hóa Pháp Vương từ xưa đến nay. Cô cảm giác bài hát này rất thích hợp làm nhạc nền riêng cho cô. Cô định sau này mà gặp được tạo hóa tiền bối thì nhất định phải xin quyền sử dụng mới được mỗi khi bài hát này vang lên thì ta sẽ không thấy sợ hãi nữa vũ nhu tử chỉ kiếm lên trời đối mặt với lôi hỏa kiếp hung tàn ở trên không từ xưa đến nay đạo lôi hỏa kiếp này đã khiến cho vô số tu sĩ tam phẩm trào thua vũ nhu tử đã tính rồi ở trong trạng thái bình thường thì cô phải dốc hết toàn lực mới có thể vượt qua đạo lôi hỏa kiếp này nhưng được bài thất sát ca của tạo hóa tiền bối bắp sức mạnh dù là lôi hỏa chi kiếp thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi điệp ưng biến vũ nhu tử khẽ quát một tiếng hai tay cầm kiếm chém ra một nhát mạnh nhất của cô bây giờ điệp ưng biến chính là kỹ năng xếp trên cả kiếm kỹ điệp phượng biến là cực hạn của kiểu kiếm khi sắc bén sau khi chém ra một kiếm kiếm khí hóa thành một con chim ưng vô cùng sống động nhưng trên lưng con chim ưng này vẫn mọc một đôi cánh bướm điệp ưng biến xuất hiện kiếm khí sắc bén nổ mạnh phàm là mọi thứ cản đường điệp ưng biến đều bị xé nát một cách vô tình ngay cả đạo lôi hỏa kiếp trên trời giao phong với điệp ưng biến xong cũng ẩn ẩn có cảm giác tán loạn. Đạo kiếm khí điệp ưng này cũng không phải kiếm kỹ tam phẩm. Nó chính là kiếm thuật tứ phẩm. Đại sư huynh Lưu Kiếm nhất của Vũ Nhu tử có thiên phú cực tốt, nhưng cũng phải đến tứ phẩm trung kỳ mới nắm giữ được một kiếm này. Ở phía xa, cuồng đao tam lãng lau bọt mép ở khóe miệng. Khi nãy bài hát thất sát ca của tạo hóa pháp phương đột nhiên vang lên, lại còn là phiên bản được khuếch đại âm thanh. Khiến cho cuồng đao tam lãng đang không chút đề phòng bị dính trường Cũng may không phải tạo hóa pháp phương hát ngay tại chỗ Bằng không cuồng đao tam lãng nhất định phải chết ngất Lăn ra hôn mê một hồi rồi Ngay cả khi có một con tim kiên chỉ tìm chết Nhưng cuồng đao tam lãng vẫn cảm thấy mình chẳng có phúc hưởng thụ giọng hát của tạo hóa pháp phương Linh điệp tiền bối, điệp ưng biến này là kiếm kỹ tứ phẩm hà Cuồng đao tam lãng hỏi thử một nhát kiếm kỹ tứ phẩm này chém ra có thể diệt luôn cả lôi hỏa kiếp ấy chứ linh điệp tôn giả cũng bị tiếng hát kia ảnh hưởng mặt hơi tái đi sau khi nghe cuồng đao tam lãng hỏi thì hắn cười nói tam lãng đạo hữu đoán không sai điệp ưng biến này đúng là kiếm thuật tứ phẩm thậm chí tu sĩ tứ phẩm sơ kỳ bình thường cũng không thể nắm giữ được nó bởi vì kiếm này cần phải có khả năng khống chế chân khí của bản thân cực mạnh mới được nói thật chính linh điệp tôn giả cũng không ngờ vũ nhu tử đã nắm giữ được một kiếm này có điệp ưng biến trong tay thiên kiếp tấn chức tứ phẩm đã không thành vấn đề nữa cuồng đao tam lãng nhìn chằm chằm vào lôi hỏa thiên kiếp trên trời rồi lẩm bẩm ta cảm giác sai rồi hà sao cứ cảm thấy hình như đạo lôi hỏa kiếp này đang vặn vẹo thế nhỉ hình như thiên kiếp đang vặn vẹo theo một tiết tấu nào đó tiết tấu này chính là bài thất sát ca của tạo hóa pháp vương Hình như mỗi khi trận pháp phát đến đoạn tạo hóa pháp vương hát xiết 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 thì Lôi Hỏa Kiếp sẽ vặn vẹo một lượt. Không thể nào, dù giọng hát của linh hồn ca vương có đáng sợ đến mấy đi chăng nữa thì sao có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp được chứ? Linh Điệp Tôn giả bình tĩnh nói. Là ảo giác của ngươi đấy, Lôi Hỏa Kiếp không hề có thay đổi gì hết. Trong lúc họ nói chuyện, Vũ Nhu tử cũng cao giọng hát vang. Xiết 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 xiết, xiết hết những kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa trong tiếng hát vang, vũ nhu tử lại chém ra một kiếm. Lại một đạo kiếm khí điệp ưng biến được chém ra, bay thẳng về phía lôi hỏa kiếp. Khi bài hát riêng của ta vang lên, cho dù là thiên kiếp thì ta cũng có thể giết cho ngươi xem. Âm âm, trên bầu trời, kiếm khí nổ mạnh. Lôi hỏa kiếp liên tục ăn hai nhát điệp ưng biến cấp bậc tứ phẩm xong thì rốt cuộc cũng không cam lòng mà tiêu tán. Kiếp phân cũng dần tan biến. Linh điệp tôn giả mừng rỡ. Được rồi, con gái độ kiếp thành công tôn giả đứng dậy định đến khen ngợi Vũ Nhu Tử một phen. Nhưng khi vừa đứng dậy thì linh điệp tôn giả chợt nhíu mày. Tâm ma kiếp. Bình thường thì lôi hỏa kiếp chính là đợt cuối cùng trong thiên kiếp tấn chức tức phẩm. Nhưng khi lôi hỏa kiếp giáng xuống thì còn có tỷ lệ nhất định sinh ra tâm ma kiếp. Tỷ lệ này rất nhỏ, trong cả vạn tu sĩ độ kiếp mới có một người gặp phải tâm ma kiếp. Lúc này vũ nhu tử trong trận pháp độ kiếp lại đứng ngơ ngác tại chỗ, bàn tay cầm kiếm cũng buông thõng xuống hai mắt trống rỗng vô thần đây chính là dấu hiệu đã xa vào tâm ma kiếp gặp phải tâm ma kiếp thế này bình thường ngoại vật chẳng giúp được gì nhiều cho cô ấy thậm chí tâm ma kiếp có tỷ lệ nhất định bỏ qua tầng bảo hộ từ pháp bảo hoặc trận pháp loại tâm linh dành cho tu sĩ muốn phá giải thì chỉ có thể xem ý chí bản thân vũ nhu tử mà thôi mà ý chí rất có thể chính là điểm yếu nhất của vũ nhu tử Linh điệp tôn giả cưng chiều con gái quá mức, trong sự bảo hộ của hắn, suốt cuộc đời Vũ Nhu Tử gần như không gặp phải sóng to gió lớn gì, ngay cả nguy hiểm thật sự cũng rất ít. Điểm ấy chính bản thân Linh điệp tôn giả cũng biết rõ, cho nên khi Vũ Nhu Tử độ kiếp, điều hắn sợ nhất chính là Vũ Nhu Tử gặp phải tâm ma kiếp. Nhưng khi một người sợ thứ gì thì bình thường thứ đó lại rất hay đến. Lúc này, trong biển ý thức của Vũ Nhu Tử, cô bị tâm ma kiếp kéo vào trong một không gian hỗn độn u ám đây là đâu thế này chẳng phải ta đang độ kiếp ư vũ nhu tử ngẫm nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra à hóa ra là tâm ma kiếp tỷ lệ một phần vạn mà mình cũng đụng chúng đúng là do mình ra tay ác quá chém nát lôi hỏa kiếp khiến nó cảm thấy mất mặt ư nói tới đây vũ nhu tử quay đầu nhìn quanh không gian này nếu như là tâm ma kiếp thì sẽ có tâm ma tồn tại tâm ma không có hình thái cố định nó muôn hình vạn trạng tâm ma có thể là một hòn đá, một ngọn cỏ, một người quen nào đó, một người xa lạ, một kẻ thù, hoặc cũng có thể động vật, yêu thú, thậm chí tâm ma kiếp có thể là một vùng tối đen hoặc một vầng trăng trong, mặt trời trói lóa các kiểu. Hơn nữa tâm ma luôn nhằm vào nhược điểm của tu sĩ. Nếu như tu sĩ độ kiếp không có niềm tin chiến đấu thì tâm ma kiếp sẽ huyễn hóa ra cảnh tượng chiến đấu, kéo vị tu sĩ này vào một trận chiến vô tận, mài mòn ý chí của tu sĩ, khiến hắn độ kiếp thất bại. Nếu như tu sĩ độ kiếp dễ lụy tình thì tâm ma kiếp sẽ lấy nó làm gốc, dệt nên vô số màn kịch tình ái, khiến tu sĩ này đắm chìm trong yêu đương, không thể thoát ra, cuối cùng ý chí sẽ bị xóa nhòa. Nếu như vị tu sĩ này sợ hãi thứ gì đó thì tâm ma kiếp sẽ liên tục tạo ra thứ hắn sợ nhất để bám lấy hắn. Cho nên, tuy tâm ma kiếp rất đáng sợ, nhưng nếu như thành công vượt qua thì ý chí của tu sĩ sẽ tăng lên một bậc sau khi độ kiếp, thậm chí bản thân còn bớt được một nhược điểm chí mạng. Vũ Nhu tử tìm hết một lượt trong nơi này nhưng không thu hoạch được gì. Không thấy tâm ma đâu hết, nó nấp ở đâu nhỉ? Hay có khi nào nó vô tình không? Vũ Nhu tử bắt đầu suy tư. Kẻ thù vô hình mới là thứ đáng sợ nhất. Cô phải đối phó với tâm ma kiểu gì đây? Vũ Nhu tử ngồi xuống, bắt đầu ngẩn người trong không gian hỗn độn này. Cũng không biết qua bao lâu. Chẳng lẽ thế giới hỗn độn đen tối này chính là tâm ma của mình à? thật ra ta là người rất sợ cô đơn. Vũ nhu tử suy tư rồi nói. Chán thế không biết, cô lại không thể tu luyện để đốt thời gian trong không gian ý thức này được. Lại hồi lâu ơi là lâu sau. Vũ nhu tử buồn chán bắt đầu hát. Đinh đinh đang đang à à à minh thương dễ trắng ám tiến khó phòng ta đứng trên tường thành nhìn xuống binh vây tường hành à à à. Đây là bài hát đầu tiên cô nghe tạo hóa Pháp Vương hát cũng chính bài hát này khiến cho cô mê mẩn giọng hát đầy tính sát thương của linh hồn ca vương. Bài hát này chính là bài mà tạo hóa Pháp Vương từng hát ở ngay đầu giường Tống Thư Hàng, thiếu chút nữa khiến Tống Thư Hàng chết não. Sau khi hát xong, Vũ Nhu Tử lại bắt đầu hát bài thứ hai. Trăng sáng mấy độ có giờ chén hỏi trời cao không biết thiên cung trên trời nay đã là năm nào. Đây là bài hát đã khiến hơn 30 vạn quần chúng vô tri vô tội nhập viện lúc tạo hóa Pháp Vương mở livestream. Đây là bài hát trong album tuyển tập Trung Quốc Phong, thuộc series tiếng ca chết chóc của tạo hóa Pháp Vương, trước khi độ kiếp Vũ Nhu Tử đã lên mạng tìm thấy nó. Sau khi hát xong bài thứ hai, tiếp theo chính là thất sát ca mà Vũ Nhu Tử thích nhất. Cô còn định xin độc quyền bài này với tạo hóa tiền bối. Sau này mỗi khi đối đầu với kẻ thù thì có thể mở loa điện thoại bật nó lên nghe. Hiệu quả chắc là tốt khỏi chê. Giết 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 giết, giết. kẻ bất chung, giết 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 kẻ bất hiếu, giết giết giết, giết giết giết. Vũ Nhu tử lại gào lên thật to. Mỗi khi hát bài này cô luôn cảm thấy đặc biệt sung sức. Theo bài hát thất sát ca vang lên, không gian hỗn độn bao phủ xung quanh Vũ Nhu tử dường như run nhẹ một cái. Vũ Nhu tử hát được một nửa thì có một giọng hát hùng hậu vang lên trong không gian hỗn độn này, song ca cùng với cô. Kẻ bất nhân, giết giết giết, kẻ bất nghĩa, giết giết giết. Là giọng của Tạo hóa pháp vương. Hơn nữa còn là giọng gốc. Đây chính là thanh âm ở sâu trong trí nhớ của Vũ Nhu tử, cũng chính là giọng ca gốc của Tạo Hóa Pháp Vương mà Vũ Nhu tử đã nghe được qua cuộc điện thoại với Tống thư hàng trước lúc độ kiếp, thất sát ca cộng thêm 365 quyển đại phong sa của Lệ Chi Tiên Tử tăng cường tạo thành hiệu quả âm thanh rung động. Dưới lôi hỏa kiếp, thanh âm của linh hồn ca vương hòa cùng 365 quyển đại phong sa mới hoàn hảo làm sao? Lục sát thương đúng là tăng lên gấp 10 lần a a a a ta chịu hết nổi rồi là ai đang hát đó ai đang dùng âm ba công vậy hả ôi lỗ tai của ta tiếng ca này đánh thẳng vào linh hồn ai cứu ta chết mất thôi chết cụ mất thôi cho dù bọn ta có là tâm ma thì cũng đừng nên đối xử với bọn ta tàn nhẫn như vậy chứ ta chọn gâu đai 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 đầu hàng ta xin đầu hàng đầu hàng rồi đừng có giết nha đầu hàng rồi đừng giết có được không đừng có tổn thương nhau nữa mà mặc dù bọn ta là tâm ma, nhưng cũng là một phần của ngươi mà. Tổn thương bọn ta chính là tự tổn thương bản thân đó. Đừng có hát nữa. Lỗ tai có chữa luôn rồi, ta buồn nôn quá, toàn thân sụi lơ, đây là triệu chứng bị nghén đấy à? Tía ơi, kiếp sau con vẫn xin được làm con gái của tía. Tống tiền bối ơi cứu ta, cứu ta với. Nhất thời có mấy chục tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ nơi sâu thẳm khắp không gian hỗn độn này chương 934, Bạch Tiền Bối, có kẻ muốn cướp phó bản cấm địa của chúng ta nè. Vũ Nhu Tử nghiêng đầu. Không phải những thanh âm này là do tâm ma của cô phát ra đấy chứ. Không phải nói tâm ma kiếp cùng lắm chỉ có một tâm ma thôi sao. Tại sao số lượng tâm ma của cô lại nhiều thế này? Chẳng lẽ những tâm ma này thật ra là một tâm ma có nhiều mặt ư? Sao cũng được, dù sao cô cũng không chấp nhận lời đầu hàng của bọn nó, càng không thể nào dừng tiếng hát của tạo hóa tiền bối được. Nếu như giọng hát này có tác dụng thì đương nhiên phải thừa cơ hội này phá tan tâm ma mới được. Vậy nên tiếng hát thất sát ca trong ý thức của Vũ Nhu Tử lại càng vang dội hơn. Tiếng kêu la thảm thiết của đám tâm ma cũng lớn hơn hẳn. Kêu hoài kêu mãi, tiếng hét thảm của chúng cũng yếu dần đi. Chừng 3 phút sau, trước mắt Vũ Nhu Tử đột nhiên bừng sáng, không gian hỗn độn tối đen bao vây cô đã biến mất. Đột phá tâm ma kiếp tâm ma kiếp cũng không khó mấy vượt qua dễ quá đi vũ nhu tử thầm nghĩ nói thật tâm ma kiếp của vũ nhu tử đúng là không có uy lực gì ltd vẫn cho rằng con gái được hắn bảo vệ kỹ lưỡng quá mức cuộc đời chẳng trải qua bao nhiêu sóng gió cho nên có thể ý chí sẽ là mặt yếu nhất của vũ nhu tử nhưng tôn giả đã đoán sai tuy rằng ý chí của vũ nhu tử kém những người đã trải qua nhiều phen sống chết thật nhưng cũng không hề yếu chút nào hơn nữa nội tâm của cô cũng rất kiên cường bởi vì tố chất tâm lý của cô đủ mạnh cho nên khi bị phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả bắn lên trời còn thấy kích thích và vui vẻ cũng bởi vì mặt tinh thần của cô kiên cường cho nên khi nghe giọng hát khiến người ta chết ngất của tạo hóa pháp phương mà lại thấy hay cho dù không có giọng hát của tạo hóa pháp phương giúp đỡ thì dựa vào chính bản thân cô đột phá tâm ma kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi những người tính tình ngây thơ lại có ý chí kiên định đều là dạng mà tâm ma không làm được gì tâm ma kiếp vừa bị đánh tan thì chân khí trong cơ thể vũ nhu tử bắt đầu chuyển hóa từ chân khí dạng lỏng chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên tinh thần lực cũng biến thành màu bạc biến hóa lớn nhất chính là khi chân khí ngưng tụ thành tiên thiên chân nguyên bản nguyên trong đan điền của cô xuất hiện một hạch tâm chân nguyên hư ảo hạch tâm chân nguyên này được tu sĩ gọi là hư đan Kim đan của Linh Hoàng ngũ phẩm chính là do hư đan này tiến hóa mà thành. Vũ Nhu tử độ kiếp thành công, chính thức trở thành tu sĩ tứ phẩm. Kể từ hôm nay trở đi, LTD rốt cuộc cũng không cần sợ Vũ Nhu tử đi lạc nữa. Sau khi có bản lĩnh ngự kiếm phi hành, dù có đi lạc thì Vũ Nhu tử vẫn có thể bay lên trời để tìm đường. xxxxx Mà lúc này, Tống thư Hàng và Hòa thượng Tây đã bước vào trong bệnh viện. Bệnh viện này đúng là nơi Tô Thị A thập lục từng đến khi bị thương do thiên kiếp gây nên. Trên giường bệnh, vị đệ tử sở ra kia vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, vết thương của hắn khá nặng. Tống Thư Hàng kích hoạt chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn đồng cổ kia để trị ngoại thương cho hắn. Ngoại thương nhanh chóng khôi phục phần nào, nhưng thứ phiền toái nhất trinh là vết thương do kiếm khí tạo thành trong cơ thể của đệ tử sở ra nọ. Diệp Tư, chỉ rũ thuật của cô có thể chữa khỏi nội thương của hắn không? Tống Thư Hàng hỏi thử. Có thể chữa được, nhưng nếu dùng chỉ rũ thuật bình thường để chữa thì dễ để lại bệnh căn. Bởi vì thực lực của đệ tử sở ra này quá yếu, chỉ có thực lực nhất phẩm tứ khiếu, kiếm khí đã tổn thương kinh mạch và nội tạng của hắn. Muốn chữa khỏi thương thế của hắn thì tốt nhất phải loại bỏ kiếm khí trong cơ thể trước, sau đó lại dùng chỉ rũ thuật phối hợp cùng đan dược để tiến hành chữa trị, có thế mới không để lại di chứng. Nhưng nếu có thể thì nên mời đạo hữu chuyên nghiệp đến chữa vẫn hơn. Diệp Tư đáp. Tống Thư Hàng nghe thế thì gật đầu. Nếu đã thế thì cứ đưa hắn ra khỏi bệnh viện trước đã. Trước khi khỏi nơi này thì phải để Hòa Thượng Tây đi thanh toán tiền viện phí đã. Bệnh viện này thật ra là một trong những sản nghiệp của Thiên Hà Tô Thị ở Thế Tục. Nếu quyệt tiền viện phí của nhà Tô Thị A Thập Lục thì kỳ lắm. Trong lúc nói chuyện, đệ tử sở ra kia hơi hé mắt ra. Nội thương của hắn chưa lành, nhưng ý chí của hắn đã giúp hắn tỉnh lại từ cơn hôn mê, vừa tỉnh lại thì hắn đã trông thấy Tống Thư Hàng ngay. Tống tiên sinh, là ngài ư, không phải ta gặp ảo giác đấy chứ. Đệ tử sở ra thều thào lên tiếng, nhưng vì kích động quá nên hắn lại ho khan rất dữ dội, thiếu chút nữa đã ngất tiếp rồi. Hòa thượng Tây vội nói, đúng là Tống thí chủ đấy, tiểu đạo hữu người không hề nhìn lầm đâu. Đệ tử sở ra vội nói, Tống tiên sinh, xin ngài hãy cứu sở ra bọn ta của nhiên sở ra lại gặp chuyện rồi. Người đừng vội, cứ từ từ nói, sở ra đã xảy ra chuyện gì thế. Diệp Tư, có thể ổn định thương thế của hắn trước được, phần nội thương thì đợi đưa hắn tới chỗ thất sinh phù tiền bối rồi xử lý sau được không? Tống Thư Hàng vội hỏi. Không thành vấn đề. Diệp Tư vươn tay ra từ ngực của Tống Thư Hàng, đặt lên người của đệ tử sở ra. Linh lực của Linh Hoàng ngũ phẩm rót vào trong cơ thể của đệ tử sở ra, bảo vệ kinh mạch và nội tạng của hắn, khiến cho nội thương của hắn không nặng thêm. Sau đó lại có thêm một đạo trì rũ thuật rơi xuống, ổn định trạng thái ngoại thương của hắn lại. Đệ tử sở ra cảm giác vết thương của mình đã đỡ hơn nhiều, khí sắc cũng hồng hào hơn một chút. Tống Thư Hàng bèn hỏi lại lần nữa. Sở ra lại gặp phải chuyện gì hà? Đệ tử sở ra đau đớn thuật lại. Thời gian trước, bí mật trong bí tịch kiếm thuật tổ truyền của sở ra ân chứa một cấm địa bí mật đã bị người ta để lộ ra ngoài. Hơn nữa việc này càng lan truyền lại càng khoa trương, thậm chí còn đồn đãi thành trong cấm địa đó chứa thần đan có thể khiến người ta trùng kích thẳng vào linh hoàng ngũ phẩm và thần binh các thứ, khiến cho vô số tu sĩ nảy lòng tham. Cấm địa bí mật chính là cấm địa do Lý Thiên Tố đạo trưởng để lại mà hắn và Bạch Tôn giả đang định đến đó ư? Sao tin tức này lại bị tiết lộ thế? Tống thư hàng nhíu mày hỏi. Đồng thời Tống thư hàng chợt nhớ đến một chuyện nguyên nhân dẫn tới trận chiến đoạn tiên đài giữa Sở Gia và Hư Kiếm Phái cũng là vì tin tức về kiếm thuật tổ truyền vô cùng huyền diệu của Sở Gia bị để lộ ra ngoài. Lần đầu thì còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hai lần liên tiếp thì không thể nào là trùng hợp được. Là một vị tộc thúc trong Sở Gia làm chuyện về kiếm quyết lúc trước cũng là do hắn tung ra. Nghe nói vị tộc thúc này không biết lựa bạn mà chơi, bị bạn thân của hắn gài bẫy nên để lộ mấy chuyện này ra. Nhưng rõ ràng toàn là bịa đặt cả tộc lão cho rằng bản thân bị tộc thuốc này có vấn đề. Có thể là hắn có ý cấu kết với bạn của mình, cố ý để lộ ra, nhưng bọn họ lại không biết lý do tại sao hắn lại làm vậy. Tộc thuốc đó đã bị giam lại, nhưng dù vậy thì tất cả cũng đã quá muộn. Đệ tử sở ra nói, lúc bọn họ phát hiện ra vì tộc thuốc này có vấn đề thì tin tức đã lọt ra ngoài. Mới mấy ngày trước đã có kẻ lẻn vào tộc địa sở ra, tập kích nửa đêm, ép hỏi tin tức về kiếm quyết và cấm địa lão tổ linh hoàng của sở gia bị kẻ địch đả thương, toàn bộ đệ tử sở gia đều bị nhốt lại, chỉ có một số ít đệ tử may mắn trốn thoát. hắn cũng là một trong những đệ tử may mắn thoát được. trong quá trình lẩn trốn hắn lại ăn một kiếm nên bị trọng thương. sau khi thoát ra khỏi tộc địa sở gia, hắn không biết nên tìm ai đến giúp cho phải. cuối cùng hắn nhớ tới tống thư hàng đã từng giúp đỡ sở gia bọn họ trong trận chiến đoạn tiên đài. tuy rằng tống tiên sinh cũng chỉ có cảnh giới nhị phẩm. Nhưng Tống Tiên Sinh quen biết với rất nhiều tiền bối cường đại. Trong lúc cùng đường, hắn chỉ có thể đến đây tìm Tống Thư Hàng. Chỉ là hắn cũng không biết gì nhiều về Tống Thư Hàng, chỉ biết mỗi một điều là hình như Tống Tiên Sinh ở gần khu đại học Giang Nam. Vậy nên hắn cũng liều mạng chạy tới đây. Tính ra hắn cũng khá may mắn, đúng lúc chạy tới ngay khi Tống Thư Hàng vừa khai giảng. Nửa đường còn gặp được Hòa Thượng Tây cũng đang đi tìm Tống Thư Hàng sau khi hòa thượng tây nghe hắn đang tìm tống thư hàng thì tiện đường đưa hắn theo tới khu giang nam luôn đậu xanh có kẻ muốn cướp quái rõ ràng hắn và bạch tôn giả đã hẹn nhau chuẩn bị tranh thủ ngày mai với ngày mốt sẽ đến thăm dò cấm địa đó nào ngờ lại có kẻ tấn công sở ra muốn cướp phó bản cấm địa đám đánh lén sở ra có địa vị gì tống thư hàng hỏi thử đệ tử sở ra lắc đầu đám người tấn công sở ra rất hỗn tạp nhưng hắn không nhận ra ai hết. Lão tộc trưởng sở ra vẫn ổn chứ? Tống Thư Hàng lại hỏi, dẫu gì thì lão tộc trưởng cũng có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, lại là bạn tốt của Lý Thiên Tố đạo trưởng. Cho dù bị đánh lén trọng thương thì chắc là cũng có thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân chứ nhỉ? Đệ tử sở ra đáp. Sau khi lão tổ bị trọng thương thì cũng bị vai à khốn. Hiện tại chỉ có mỗi mình lao tổ biết rõ vị trí của cấm địa chắc hẳn đám người tấn công sở ra muốn lấy được tin tức bí mật trong kiếm quyết và vị trí của cấm địa. Tống Thư Hàng gật đầu. Lão tổ sở ra biết rõ vị trí đại khái của cấm địa, nhưng hiện tại chỉ có một mình Tống Thư Hàng biết cách mở cánh cửa cấm địa mà thôi. Dù có lão tổ sở ra dẫn đường thì cùng lắm cũng chỉ đến được bên ngoài cấm địa mà thôi. Chỉ cần không phá giải được bí mật mở cửa cấm địa trong kiếm quyết thì đừng hòng bước vào được nơi ấy. Nhưng Tống Thư Hàng cũng không thể xác định, liệu trong đám người tấn công sở ra kia có kẻ nào may mắn phá giải được bí mật của kiếm quyết, lấy được cách mở cửa cấm địa như hắn hay không? Cứ liên lạc với Bạch Tiền Bối, nói cho ngài ấy biết trước thì hơn. Trước đó Bạch Tiền Bối đã dự định kéo một đội thật mạnh trong nhóm cửu châu số 1, cùng đi thám hiểm cấm địa kia rồi. Nếu như Bạch Tiền Bối đã lập đội xong, lúc đi đánh phó bản cấm địa cũng có thể thuận tiện giúp sở ra giải trừ nguy cơ luôn. Khi Tống Thư Hàng cầm điện thoại, định gọi cho Bạch Tôn giả thì thấy Vũ Nhu tử gọi tới. Tống thư hàng bấm nghe máy. Alo, Vũ Nhu tử đấy à, có chuyện gì thế? Hi hi hi, Tống Tiền Bối, ta độ kiếp xong rồi, bây giờ ta đã là tu sĩ tứ phẩm rồi này. A à, cha nói sẽ cho ta nghỉ ngơi một chút thì có thể bắt đầu học ngự kiếm phi hành rồi. Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Chúc mừng cô nhé Vũ Nhu tử. Tống thư hàng chúc mừng. Đây cũng là nhờ quà của Tống Tiền Bối cả đấy vũ nhu tử cười hì hì nói chính bài hát thất sát ca kia đã giúp cô vượt qua tâm ma kiếp tống thư hàng lấy làm khó hiểu hắn tặng quà cho cô ấy khi nào nhỉ à đúng rồi bây giờ tống tiền bối đang làm gì thế đi học à vũ nhu tử lại hỏi bây giờ ta đang chuẩn bị giải quyết chút vấn đề mà sở ra gặp phải tống thư hàng đáp hắn nhớ vũ nhu tử là bạn của một nữ tu của sở ra nên cũng có thể kể chuyện của sở ra cho cô ấy nghe chương 935, xử hết cả bọn luôn. Sở ra á, đã xảy ra chuyện gì thế? Vũ Nhu Tử hỏi lại ngay, bạn tốt sở Xuân Huỳnh của cô chính là người của sở ra, cho nên cô khá để ý chuyện của sở ra. Là thế này, tin tức trong kiếm quyết tổ truyền của sở ra cất giấu một cầm địa thần bí bị tiết lộ ra ngoài. Tin tức càng truyền càng khoa trương, chẳng bao lâu sau đã có một đám cao thủ tấn công sở ra. Tống Thư Hàng kể vắn tắt lại mọi chuyện có kẻ tấn công sở gia ư là ai làm thế vũ nhu tử sốt ruột hỏi lại tống thư hàng ta cũng không rõ lắm tống tiền bối thế bây giờ sở xuân huỳnh thế nào rồi vẫn an toàn chứ vũ nhu tử lại hỏi tiếp sở xuân huỳnh là người mang thai nhất định không thể có chuyện gì được ta cũng vừa mới nhận được tin sở gia bị tấn công thôi bây giờ vẫn chưa rõ tình hình cụ thể của sở xuân huỳnh cô nương vũ nhu tử cô đừng có lo lát nữa ta và bạch tiền bối sẽ đến sở ra một chuyến, xong xuôi sẽ báo lại cho cô ngay. Tống Thư Hàng lại nói, làm phiền Tống Tiền Bối nhé. Vũ Nhu Tử nghe thấy bạch tôn giả và Tống Tiền Bối sẽ đến sở ra thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp máy thì Vũ Nhu Tử vội chạy đến chỗ của cha mình là Linh Điệp Tôn Giả. A cha, giúp con với. Vũ Nhu Tử vừa chạy vừa kêu to. Linh điệp Tôn giả đang ngồi uống trà nói chuyện với Cuồng đao Tam Lãng trong lương đình. Đồng thời, Cuồng đao Tam Lãng cũng đang nhân cơ hội này thỉnh giáo Linh điệp Tôn giả về một số vấn đề hắn gặp phải trên con đường tu luyện. Dẫu sao thì cũng bị Linh điệp Tôn giả tóm đến quay phim rồi, nếu không nhân cơ hội thỉnh giáo Linh điệp Tôn giả vài vấn đề thì khác gì lỗ to. Sau khi nghe thấy Vũ nhu tử gọi thì Linh điệp Tôn giả vội quay lại, tò mò hỏi. Có chuyện gì à, Vũ nhu tử? Giả dạ. Vũ Nhu Tử chạy tới trước mặt Linh Điệp Tôn Giả, gật đầu liên tục. Đúng là có chuyện lớn rồi. À mà a à, cha ơi, hôm nay đạo hiệu của con là hóa kiếp tử, cha đừng có gọi sai nhé. Linh Điệp Tôn Giả mỉm cười đầy cưng chiều. Ừ ừ ừ, cha gọi nhầm. Vậy hóa kiếp tử này, con có chuyện gì cần cha giúp à? Cuồng đao tam lãng ngồi bên kia. Cao xanh hới, Vũ Nhu Tử vẫn còn chưa chán trò lấy 365 cộng cái đạo hiệu à? Nói cách khác, mỗi ngày linh điệp tôn giả vẫn đang đặt một cái đạo hiệu khác nhau cho con gái cưng ư. Đúng là tình cha nặng chiếu mà. Tam lãng cảm thấy nếu sau này mình mà có con gái, con gái của mình cũng đòi đặt 365 cái đạo hiệu thì bảo đảm hắn sẽ. Đồng ý luôn. Chẳng qua đạo hiệu do hắn chọn sẽ không vật vã như linh điệp tiền bối. Đạo hiệu của con gái hắn hoàn toàn có thể lấy số y như hắn đây. Vậy thì mỗi ngày cứ gọi một số là được. Bí Như có thể đặt từ cuồng đao nhất lãng lên tới cuồng đao 365 lãng. Thậm chí đặt đạo hiệu cả đời không trùng cũng được nữa, số đếm là vô hạn mà lị. Cuồng đao 366 lãng này, cuồng đao 100 triệu lãng này, cuồng đao 7 ức ức lãng này, cuồng đao 1 triệu ức lãng này. Chỉ cần thêm số là được, cả đời ngày nào cũng có đạo hiệu mới, oách khỏi nói. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Lúc này, hóa kiếp tử tiên tử nói. A cha, sở ra lại gặp chuyện rồi, cha có thể phái người đến giúp sở ra được không? Sở ra, chính là sở ra đoạn tiên đài lần trước đấy à? Linh Điệp Tôn giả tò mò hỏi lại. Đúng vậy, hóa kiếp tử vũ nhu tử gật đầu nói. Sau đó cô kể lại những gì Tống Thư Hàng đã nói với cô cho Linh Điệp Tôn giả nghe. Cuồng đao tam lãng nghe xong thì còn cảm thán. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Linh Điệp Tôn giả nghe xong thì suy nghĩ một lúc mới nói để cha phái người đến gần sở gia quan sát cái đã có thể trực tiếp đả thương vị lão tổ cấp linh hoàng của sở gia như thế thì thực lực của kẻ đánh lén cũng không thấp đâu linh điệp tôn giả vừa nói xong thì lập tức thấy con gái cưng vũ nhu tử đang nhìn mình với vẻ chờ mong tôn giả mỉm cười muốn cha ra tay cũng được nhưng trước tiên con phải nắm giữ ngự kiếm thuật trước đã khi nào con nắm giữ ngự kiếm thuật thì cha sẽ đưa con đến sở ra một chuyến nếu như có thể khiến Vũ Nhu Tử dốc hết 200% nhiệt huyết để học ngựa kiếm thuật, tôn giả cảm thấy mình đích thân đến sở ra một chuyến cũng đáng. Coi như đưa con gái đi chơi một chuyến chúc mừng nó độ kiếp thành công cũng được. Nhất ngôn vi định, Vũ Nhu Tử nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Linh điệp tôn giả mỉm cười đáp. Sau đó, hóa kiếp tử Vũ Nhu Tử cắn răng cầm phi kiếm lên. A à cha, chúng ta lập tức luyện ngự kiếm thuật luôn đi không nghỉ ngơi thêm chút nữa à? Linh Điệp Tôn giả hỏi lại. Không cần đâu, con cho rằng mình sẽ học được ngự kiếm thuật này ngay thôi. Vũ Nhu Tử nói rất đối tự tin, cô vỗ chiếc túi nhỏ của mình, bên trong có một chiếc máy MP3 mini lưu bài thất sát ca của tạo hóa tiền bối. Vẫn là câu nói kia, nhạc nền của riêng ta vang lên thì không gì có thể làm khó được ta. Có bản thất sát ca nguyên gốc của tạo hóa tiền bối bắp sức mạnh, cô nhất định có thể học được ngự kiếm thuật trong thời gian ngắn nhất sau khi tống thư hàng cúp máy thì bấm gọi cho bạch tôn giả. Nhưng mãi mà bạch tôn giả vẫn không nghe máy. Tống thư hàng thở dài, xem ra bạch tiền bối đang học lái máy xúc đất hai quá nên không thèm nghe máy luôn. Lúc này hòa thượng Tây đã làm thủ tục xuất viện xong. Tống thư hàng bèn đỡ đệ tử sở ra lên trên quyển pháp khí kim thư của Diệp Tư. Diệp ư, đến khu đại học Giang Nam tìm thất sinh phù tiền bối trước đã, sau đó lại đến trường kế bên tìm bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói: "Được rồi." Diệp Tư đáp lại, bản mệnh kim thư bay đến chỗ khu đại học Giang Nam trước. Trên đường đi, Tống Thư Hàng lại bấm gọi cho Bạch Tôn Giả thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy. "Không phải là Bạch Tiền bối nhét điện thoại vào trong pháp bảo không gian rồi đấy chứ?" Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Đúng lúc này, trong lòng Tống Thư Hàng chợt động, hắn quay đầu nhìn chỗ bên phải của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy bạch tôn giả đang mỉm cười đạp không đi tới. Lúc này bạch tôn giả mặc một bộ quần áo đơn giản màu trắng, trên mặt còn đeo một chiếc kính dâm lớn, trông có vẻ đang vui lắm. Tống thư hàng vội gọi ngay. Bạch tiền bối, hóa ra ngươi đã đến rồi. Bạch tôn giả dừng lại, nhìn về phía tống thư hàng một cái rồi chợt cười khẽ nói. Thư hàng, sao ngươi phát hiện ra được ta thế? Hả? Tống thư hàng cảm thấy khó hiểu, sau đó nói. Bạch tiền bối, điện thoại của ngài đâu? Ban nãy ta gọi cho ngài hai cuộc sao ngài không nghe máy thế? Hôm nay ta không mang theo điện thoại. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Tìm ta có việc gì à? Có việc gấp, không phải chúng ta đã nói ngày mai sẽ đi thăm dò cấm địa à? Bây giờ có kẻ tấn công đi di, cướp mất kiếm quyết tổ truyền, muốn đến cấm địa kia trước chúng ta một bước. Tống Thư Hàng nói ngay. Chật, dám cướp đồ của chúng ta à? Chán sống rồi chắc. Sử hết cả bọn luôn. Bạch tôn giả siết nắm đấm nói. Bây giờ chúng ta đến cấm địa kia đi, nếu như ai dám giành trước thì cứ giết hết là được. Hôm nay bạch tiền bối ngài khí phách thế. Tống Thư Hàng nói. Nhưng chúng ta phải đến xem sở ra trước cái đã, bọn họ bị người ta tấn công, chúng ta đến đó giúp họ xử đẹp đám người kia. Hơn nữa, nếu có thể gặp được lão tổ sở ra thì càng tốt, hắn biết rõ vị trí của cấm địa, còn từng đến đó nữa. Cũng được, chúng ta sẽ đến sở ra ngay lập tức. Diệt gọn đám người tấn công sở ra kia. Bạch tôn giả nói tiếp. Đừng vội, trước tiên chúng ta phải đưa vị tiểu hữu sở ra này đến chỗ thất sinh phù tiền bối, để xem có chữa hết thương thế trên người hắn được không, tránh để lại di chứng. Tống Thư Hàng lại nói thêm. Ngươi lắm chuyện thế. Bạch tôn giả nhếch môi nói. Không cần phiền toái thế đâu, để ta xem vết thương của hắn cái nào. Bạch tôn giả ngồi xuống bên cạnh vị đệ tử sở ra kia, hai mắt lóe sáng. Một lúc sau, bạch tôn giả lại nói. Vết thương vật này thì dễ thôi ấy mà, nhìn ta này. Bạch tôn giả sắn tay áo lên, sau đó vươn ngón út của mình ra, chọt nhẹ một cái lên người của đệ tử sở ra kia. Chỉ chọt nhẹ một cái thôi chứ không thấy hắn dùng pháp thuật chữa trị gì. Một khắc sau, toàn bị kiếm khí trong cơ thể của đệ tử sở ra kia đã bị quét sạch đồng thời nội thương của hắn đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Ba giây sau, đệ tử sở ra đứng dậy, toàn thân đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất, giống như chưa từng bị thương bao giờ. Không chỉ thế, đệ tử sở ra cảm thấy cảnh giới đứng im đã lâu của mình ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Hắn có cảm giác, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa là hắn có thể giải khai được đệ ngũ khiếu của nhất phẩm là khẩu khiếu, bước thêm chút nữa thì chính là cảnh giới dược long môn của nhất phẩm đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc mà. Đa tạ ơn cứu chữa của bạch tiền bối. Đệ tử sở ra cảm kích hành lễ với bạch tôn giả. Không cần khách khí, tiện tay thôi ấy mà. Bạch tôn giả đắc ý nói với tống thư hàng. Được rồi, chữa xong rồi đấy. Chúng ta đến sở ra thôi. Hòa thượng Tây giơ ngón tay cái lên. Bạch tiền bối lợi hại quá. Đương nhiên rồi. Bạch tôn giả hết mũi đáp. Tống thư hàng chớp mắt. Được rồi, chúng ta đến sở ra trước cái đã nhưng bạch tiền bối này không phải ngài nói muốn dẫn theo một vài đạo hữu và thành viên của nhóm cửu châu số 1 đi thám hiểm cấm địa kia à không cần đâu thật ra mấy người chúng ta đến đó là đủ rồi những người khác thì chờ lần sau đưa đi cũng được bạch tôn giả nói cũng được tống thư hàng gật đầu sau đó hắn nói với hòa thượng tây đại sư thì sao người có muốn đến thám hiểm cấm địa đó với bọn ta không Hòa thượng Tây suy tư một lúc rồi lắc đầu nói. Tuy rằng ta rất muốn đi thám hiểm cấm địa với Tống Thí Chủ. Nhưng Bần Tăng còn chút việc riêng, chỉ có thể bỏ qua cơ hội này mà thôi. Kế tiếp hắn phải về tông môn một chuyến. Hòa thượng Tây đã tấn chức cảnh giới nhị phẩm, xem như chính thức trở thành môn hạ của vô âm tử. Cũng đến lúc phải quay về tông môn, thắp mệnh đăng của mình lên. Nói xong thì Hòa Thượng Tây đưa hai bản nhật ký của Cao Tăng Khổ Hạnh và Địa Tạng Độ Hồn Kinh cho Tống Thư Hàng. Còn Tống Thư Hàng thì lấy một phần suối nguồn sự sống ra giao cho Hòa Thượng Tây. Vốn Tống Thư Hàng chỉ muốn mượn hai quyển này để xem thôi, nhưng cuối cùng Hòa Thượng Tây dùng hai quyển này đổi lấy một phần suối nguồn sự sống của Tống Thư Hàng. Hòa Thượng Tây lấy suối nguồn sự sống này không phải cho chính mình, mà là cho sư phụ của hắn là Vô Âm Tử đạo nhân. Chương 936, phiền quá, hay là giết hết đi. Bần tăng cảm tạ Tống thí chủ, xin hãy tìm chỗ nào đó cho bần tăng xuống đi. Hòa Thượng Tây cất nước của suối nguồn sự sống thật cẩn thận. Sư phụ Vô Âm Tử của hắn bị trọng thương khi còn trẻ, tổn thương tới căn cốt, cả đời không có hy vọng thăng cấp, đến nay thọ nguyên chẳng còn nhiều. Nước của suối nguồn sự sống có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ cho Vô Âm Tử, cũng là một chút tâm ý của Hòa Thượng Tây. Tuy Hòa Thượng Tây cảm thấy Vô Âm Tử rõ khó tính, còn suốt ngày ngăn cản giấc mộng cao tăng của hắn. Thế nhưng hắn vẫn kính yêu Vô Âm Tử đạo nhân từ tận đáy lòng vô âm tử che chở cho hắn, thậm chí hắn mặc áo cà sa ở giữa đạo môn mà vô âm tử cũng nhịn hắn. Cho nên hòa thượng Tây lại càng kính yêu vô âm tử hơn. Vốn dĩ vô âm tử đạo nhân bảo hòa thượng Tây về tông môn thắp mệnh đăng vào hai tháng sau, thế nhưng bây giờ hòa thượng Tây có nước của suối nguồn sự sống rồi, bèn muốn về thật nhanh để cho sư phụ uống. Thế thì hạ xuống nóc cao ốc phía trước nhé. Tống Thư Hàng nói, cảm ơn thí chủ. Hòa thượng Tây mỉm cười, sau đó lại nhớ ra một chuyện. À đúng rồi Tống Đạo Hiếu, cái đạo bào lần trước ta giao dịch với người có còn đó không? Cho ta mượn mặc về tông môn một chuyến được không? Lần trước hắn nổi hứng dùng đạo bào của mình để đổi lấy áo cà sa ngọc bích của Tống Thư Hàng, cũng chính là cái hắn đang mặc trên người đây, mặc lên rất là vui vẻ. Chiếc áo cà sa ngọc bích này là pháp bào mà hắn thích nhất luôn đó. Thế nhưng Hòa Thượng Tây nghĩ mình sắp về tông môn gặp sư phụ vô âm tử, nếu mặc cái áo cả sa ngọc bích này thì cũng thấy hơi chuột dạ. đến lúc đó sư phụ vô âm tử hỏi đạo bào mà ta cho ngươi đâu? thế thì hắn phải đáp thế nào? nếu hắn trả lời là sư phụ còn đổi nó thành áo cả sa ngọc bích rồi, hơi bị đẹp đó. chắc là vô âm tử sẽ tức phát điên luôn, nói không chừng còn rút phi kiếm ra thanh lý môn hộ tại trận ấy chứ. đạo bào tống thư hàng lắc đầu rồi thở dài mà rằng đạo bào hỏng mất rồi. Tống Thư Hàng còn chưa mặc chiếc đạo bào quý giá kia được ấm người đâu. Lúc hắn đối mặt với người kim loại lỏng màu đen ở phân bộ thứ 250 của tổ chức yêu quái toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, uy lực từ vụ tự bạo của nó đã làm rách đạo bào rồi. Chỗ ngược áo bị thủng một lỗ to, không biết có sửa được hay không nữa. Tống Thư Hàng nhớ đến thì xót hết cả lòng mề. Chiếc đạo bào kia đẹp lắm, hắn nhìn đã thấy ưng. Hắn còn định mặc đến tận lúc lên tứ phẩm rồi mới đổi kia, hòa thượng tây nghe thế thì đưa cả người hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi tại số trời cả một lát sau hòa thượng tây thở dài não ruột thôi hết cách rồi đành cắn răng mặc áo cả sa đi gặp sư phụ vậy cùng lắm thì đi mua cái vỏ đạo bào trùm ra ngoài áo cả sa bích ngọc thôi ngày xưa hắn đã chơi trò này rồi kim thư bản mệnh của diệp tư thả hòa thượng tây xuống nóc một tòa cao ốc rồi bay về phía sở ra tống thư hàng ngồi xếp bằng mở địa tạng độ hồn kinh bản gốc ra cho tước yêu tiểu thải xem. Sư phụ, đây chính là pháp thuật siêu độ sao? Tiểu thải nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói với tiểu thải. Đây chỉ là một phần của pháp thuật siêu độ thôi. Người nhớ kỹ địa tạng độ hồn kinh này trước đi, sau khi nhớ rồi thì đọc nhật ký tu hành của cao tăng khổ hạnh, pháp thuật siêu độ nằm trong cuốn nhật ký ấy. Sau khi nhận đệ tử này, Tống Thư Hàng đã quyết định chỉ đạo nó học pháp thuật siêu độ một cách nghiêm túc. Nếu có thể, hắn sẽ dốc túi dậy bảo hết đao pháp của mình cho nó, để cho tiểu thải không thẹn với đạo hiệu kim cương quân tử đao. Tiểu thải nghe xong bèn ngoan ngoãn học Địa tạng độ hồn kinh. Sau đó Tống Thư Hàng gọi cho bạn cùng phòng, bảo họ là đêm nay hắn không về và cuối tuần cũng có việc, để cho họ không phải lo lắng. Gọi xong, Tống Thư Hàng thấy Bạch Tôn Giả đang chống tay lên cầm ra vẻ suy tư. Bạch tiền bối, sao thế ạ? À? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ hiếu kỳ không sao đâu, chúng ta còn cách sở ra bao xa. Bạch tôn giả nói, hắn cảm thấy tốc độ phi hành hơi bị chậm. Theo tốc độ kim thư của Diệp Tư đang bay thì chắc phải tối mới đến nơi. Tống Thư Hàng đề nghị. Đúng rồi Bạch Tiền Bối, chúng ta dùng lực lượng không gian đến sở ra được không? Bạch Tôn Giả. Không thành vấn đề, vị trí của sở ra ở đâu? Ta không nhớ lắm, ngươi chỉ trên bản đồ cho ta xem một chút đệ tử sở ra nghe nói thế thì kinh ngạc vạn phần lực lượng không gian đó dù hắn chỉ là đệ tử của một thế gia nho nhỏ thì cũng biết chỉ có đại năng kiếp tiên trong giới tu sĩ mới có thể dùng được lực lượng không gian chẳng lẽ bạch tiền bối này là một kiếp tiên sao đệ tử sở ra vội vàng lấy di động ra rồi mở bản đồ cho bạch tôn giả tiền bối người xem này sở ra nằm ở vị trí này trong hoa hạ còn chúng ta thì đang ở đây à à thế này là rõ rồi chờ ta mở cửa không gian rồi chúng ta xuất phát. Bạch tôn giả vươn tay điểm một cái, một cái khe hở không gian nứt ra giữa không trung. Kim thư bản mệnh của Diệp Tư chui vèo một cái vào khe nứt đó. Khi Kim Thư đi ra khỏi thông đạo không gian thì đã xuất hiện trên bầu trời sở ra. Đến rồi, đệ tử sở ra không nhịn được kinh hô thành tiếng. Má ơi, hắn vừa mới trải nghiệm truyền tống không gian đó. Hắn vừa mới vượt qua một nửa hoa hạ minh mông để về sở ra này hết thảy thần kỳ như một giấc mơ vậy bạch tôn giả đứng trên kim thư rồi nhìn về địa phận của sở gia ừm người nhà họ sở bị bắt cả rồi đám lò dò tìm kiếm khắp nơi kia chắc là đám tập kích đêm đó nhỉ bạch tôn giả nói xin bạch tiền bối cứu sở ra bọn ta với đệ tử sở ra khẩn cầu yên tâm đi cứ giao cho ta ta xử lý đám người đánh lén kia trước đã bạch tôn giả nói suốt lời bạch tôn giả chắp tay làm ấn trong hư không xuất hiện một trận pháp to trả bá. Trận pháp kia có đường kính khoảng 5.000 mét, bao phủ hết toàn bộ bầu trời sở ra. Tống thư hàng, không gạch dưới không. Hôm nay bạch tiền bối ra tay khí phách thế, trận pháp này mà tấn công xuống thì chỉ sợ là cả sở ra đều bị san bằng ấy chứ. Thanh thế của trận pháp quá hoành tráng, tất cả những kẻ tập kích sở ra đều phải ngẩng đầu lên nhìn nó. Khi thấy trận pháp khổng lồ kia, chân tay chúng nhũn ra như bún ôi đệt má cái gì kia đây là pháp thuật công kích có người muốn công kích sở ra chết rồi chạy mau không chạy được phạm vi rộng quá ai kéo ta với chân ta nhũng rồi ngay khi đám tập kích loạn cào cào trong trận pháp trên bầu trời đã xuất hiện vô số lưỡi kiếm mỗi một lưỡi kiếm đều là kiếm khí ngưng tụ cao độ vì chất lượng của kiếm khí quá cao mà lưỡi nào lưỡi ấy đều tỏa ra hàn ý lạnh lẽo y như kiếm thật xuống Bạch tôn giả trên bầu trời nhẹ nhàng vẫy tay. Vèo 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 vèo. Mấy ngàn thanh kiếm phóng xuống như mưa. Tống thư hàng lo lắng hỏi. Bạch tiền bối, dùng công kích quét mép thế này có sợ làm ngộ thương đệ tử sở ra không? Yên tâm đi, mỗi đạo kiếm khí đều nằm trong sự khống chế của ta. Nó sẽ không làm tổn thương đến người có huyết mạch của sở ra. Bạch tôn giả an ủi. Dầm 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 rầm Tiếng động vang vọng không ngừng vang lên từ phía sở ra đúng rồi có giết hết cả đám này luôn không bạch tôn giả đột nhiên quay đầu nhìn sang tống thư hàng tống thư hàng gạch nối sao ngài lại hỏi ta nói thật là nếu có người dám đột nhập vào nhà tống thư hàng rồi bắt ba mẹ hắn thì hắn sẽ bùng nổ chém người ngay thế nhưng bây giờ đối phương đang tập kích nhà họ sở mà bạch tiền bối à không bằng chúng ta bắt hết đám người tập kích này lại khiến chúng không còn năng lực chống cự rồi giao cho người nhà họ sở xử lý đi Tống Thư Hàng đáp, còn sở ra muốn xử lý đám tập kích thế nào thì không liên quan đến họ. Phiền thế, thôi cứ giết hết đi. Bạch Tôn giả nói, Tống Thư Hàng, gạch nối, nói tới nói lui, cuối cùng Bạch Tiền Bối cũng nhíu mày rồi thu lại một chút lực trên tay. À, à, à. tu sĩ bên dưới kêu la thảm thiết. Kiếm khí vốn đủ để giết sạch bọn họ trong khoảnh khắc chém xuống người họ lại không giết họ, chỉ phế bỏ khí hải đan điền bản nguyên, xé rách kinh mạch hoặc phế bỏ khả năng hành động của họ mà thôi. Họ tạm nhặt về được cái mạng quen. Xong xuôi, bạch tôn giả vỗ tay, trận pháp khổng lồ tan biến, kiếm khí phía dưới đều hóa thành linh lực tiêu tan trong thiên địa. Trong họa có phúc, đi, chúng ta xuống đó. Bạch tôn giả kéo tống thư hàng và đệ tử sở ra kia thả người nhảy xuống từ độ cao hơn một 000 mét. À, 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 đệ tử sở ra hốt hoảng gào lên. Gạch nối. Tống thư hàng, bạch tiền bối, chúng ta không thể hạ xuống một cách bình thường được sao? Nhảy xuống từ độ cao cả ngàn mét thế này thì bệnh sợ độ cao của hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cho xem, vạn nhất nó thành bệnh nan y, sau này không ngựa kiếm phi hành được thì biết làm thế nào? Yên tâm đi, có ta ở đây, ta không để ngươi gặp chuyện gì bất chắc đâu. Bạch tôn giả cam đoan. Diệp tư trong cơ thể Tống thư hàng thu hồi kim thư bản mệnh, tước yêu tiểu thải vỗ cánh các địa tạng độ hồn kinh chậm rãi đáp xuống. Sau khi đáp xuống địa phận sở ra, đệ tử sở ra mềm hoạt người ngã xuống, không dậy nổi nữa. Tống Thư Hàng nhìn đệ tử sở ra nọ với ánh nhìn thương hại. Vị đạo hữu này cũng gia nhập đoàn quân sở độ cao rồi. Nếu tương lai đạo hữu này thăng được lên tứ phẩm thì khách hàng sử dụng phi kiếm có lan can của hắn sẽ nhiều thêm một người, hay lắm. Bạch tiền bối, chúng ta đi gặp những thành viên sở ra đang bị giam cầm, Xem vị tộc trưởng Linh Hoàng ngũ phẩm kia có nhà không đi. Tống Thư Hàng nói. Khỏi tìm nữa, trong toàn bộ sở gia này không có khí thức của Linh Hoàng ngũ phẩm. Có lẽ vị tộc trưởng kia đã bị bắt đi cấm địa trước rồi. Bạch Tôn giả cười ha hả rồi nói. Dám tranh vào thám hiểm cấm địa trước ta, vào đó rồi ta sẽ diệt sạch hết. Trường 937, tự tin mù quáng. Kẻ địch tập kích sở gia đều đã bị hạ gục. Những đệ tử của Sở gia bị nhốt cũng đã được cứu ra ngoài, đệ tử nào bị thương thì được chuyển tới dược phòng của gia tộc để tiếp nhận chữa thương. Sau khi được cứu ra, đệ tử Sở gia căm tức nhìn đám người tập kích bị Bạch Tôn giả đánh ngã trên đất, có đệ tử tính khí nóng nảy không nhịn được tiến lên, dùng nắm đấm phát tiết hận ý trong lòng. Sở gia cũng không phải là Phật môn, không chú trọng lấy đức báo oán. Bên kia, tộc lão Sở gia Sở Văn Ngạn cùng với hai vị trưởng lão Sở gia cảm kích đi tới bên cạnh Tống thư hàng cảm ơn đại ân bạch tôn giả và tống thư hàng đã cứu sở gia. sau đó tống thư hàng lên tiếng dò hỏi À xin hỏi sở tộc lão không biết sở xuân huỳnh cô nương của sở gia có bình an không. sau khi biết chuyện của sở gia vũ nhu tử đạo hữu rất lo lắng cho sự an toàn của sở xuân huỳnh cô nương. tống đạo hữu yên tâm xuân huỳnh rất bình an cũng không bị thương gì cả. tộc lão trả lời nhìn tống thư hàng tộc lão thầm cảm khái vô cùng. Nếu hắn nhớ không lầm thì lần trước lúc gặp vị tống đạo hữu này trong cuộc chiến ở đoạn tiên đài, đối phương chỉ vừa mới từ cảnh giới nhất phẩm dược long môn tấn thăng đến nhị phẩm. Mà bây giờ, hắn đã nhìn không thấu thực lực của đối phương rồi, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cảnh giới của đối phương không hề dưới hắn. Trừ lão tổ ra, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất ở sở ra, tu vi đạt cảnh giới tam phẩm. Lẽ nào vị tống đạo hữu này đã đến tam phẩm rồi sao? tộc lão nhất thời cảm thấy mình sống hơn nửa đời người thật thất bại. Đúng rồi, Tống Đạo Hữu dạo này sở sở có khỏe không? Tộc lão sở văn ngạn hỏi. Sau cuộc chiến đoạn tiên đài lần trước, sở sở đã đi theo Tống Thư Hàng để chăm sóc Lý Âm Trúc cô nương. Về sau cũng không có liên lạc gì với sở gia, không biết bây giờ nó thế nào. Hiện tại sở sở cô nương tốt lắm, cô ấy và Âm Trúc đang tu luyện trong một bí cảnh. Tống Thư Hàng cười đáp, sau đó hắn lại chỉ vào đám người tập kích bị đánh ngã. Sở tộc lão, đám người tập kích trên đất này giao cho sở ra các ngươi xử lý. Bọn chúng đã mất năng lực phản kháng, mặc cho các ngươi xử trí. Tộc lão sở văn ngạn. Đại ân của đạo hiếu, sở ra chọn đời cũng khó quên. Bạch tôn giả. Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi mà. Không nói việc này nữa, vị lão tộc trưởng ngũ phẩm của sở ra các ngươi đâu rồi lão tổ bị cao thủ trong đám tập kích đả thương lại bị cưỡng ép mang đi chắc bây giờ đã đi đến cấm địa rồi tộc lão sở văn ngạn sầu khổ đáp đi về hướng nào bạch tôn giả hỏi nếu tốc độ nhanh một chút nói không chừng hắn còn có thể đuổi kịp sở ra lão tổ tộc lão lắc đầu tỏ ý không biết lúc lão tộc trưởng bị mang đi hầu hết người của sở ra đều bị bắt nhốt không ai thấy lão tổ bị mang đi về hướng nào cả vậy các người biết cấm địa ở đâu không Bạch tôn giả lại nói. Nếu như biết cấm địa ở đâu, nhanh chân chạy tới còn có thể chặn đối phương lại, cứu thoát lão tổ của các ngươi. Chúng ta cũng không biết cấm địa ở đâu, nhưng chỗ ta có một bức thư mà lão tổ vốn muốn giao cho Tống Tiểu Hiếu, có lẽ bên trong có ghi lại vị trí của cấm địa. Lúc này, một vị trưởng lão của sở ra lên tiếng. Nói xong, hắn giơ tay tháo cánh tay của mình xuống, cánh tay trái của hắn là tay giả, bức thư mà sở ra lão tổ muốn giao cho Tống Thư Hàng được giấu trong cánh tay này. Cũng may là sau khi mang lão tổ đi, đám người tập kích kia không hề lãng phí thời gian đi lục soát từng đệ tử của sở ra, vậy nên bức thư này mới được giữ lại. Tống Thư Hàng nhận lấy thư mở ra xem. Quả nhiên, trong thư ghi lại rất cặn kẽ về vị trí của cấm địa, thậm chí còn có ghi chép về chuyến thăm dò cấm địa mà hồi đó sở ra lão tổ sở khang bá đã đi thăm dò cùng với Lý Thiên Tố. Cấm địa ẩn dưới lòng đất, trong đó vô cùng hung hiểm. Trong lần đầu tiên đi thăm dò cấm địa, Sở Khang Bá và Lý Thiên Tố chỉ mới xông vào vòng ngoài cấm địa, Sở Khang Bá đã bị trọng thương, được Lý Thiên Tố mang về. Sau này Sở Khang Bá vẫn ở trong sở gia âm thầm chữa thương, chỉ mới khỏe lại trước đây không lâu. Còn Lý Thiên Tố đạo trưởng lại một thân một mình đi thăm dò cấm địa, cuối cùng bỏ mình, phi xác ngàn dặm đến bên cạnh Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả. Nhưng cũng kết một đoạn nhân quả nan giải với Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng trong thư ghi lại ba loại nguy cơ ở vòng ngoài của cấm địa. Loại thứ nhất là một loại vu độc nguyền rùa, một khi bước vào phạm vi của vu độc nguyền rùa, tu sĩ nào ý chí yếu kém sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, công kích tất cả kẻ địch còn sống ở bên cạnh. Năm đó sở khang bá bị vu độc ảnh hưởng, sau khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, hắn đột nhiên quay qua tấn công Lý Thiên Tố. Cũng may là thực lực của Lý Thiên Tố vượt xa sở khang bá nên Lý Thiên Tố đã khống chế hắn lại, dẫn ra khỏi phạm vi của vu độc nguyên rùa may là sau khi rời khỏi phạm vi nguyên rùa tác dụng của vu độc sẽ dần rút đi loại nguy cơ ẩn nấp thứ hai là một loại công kích vô hình khá giống với kiếm khí vô hình nhưng theo suy đoán của lý thiên tố thì đây hẳn là một loại cổ trùng hình kiếm có thể ẩn hình né tránh ý niệm dò xét của tu sĩ sau loại nguy cơ thứ ba là một tấm phù bảo do đại năng không rõ cảnh giới lưu lại năm đó lúc sở khang bá và lý thiên tố đến gần phù bảo kia phù bảo đột nhiên hiển hóa ra một nắm đấm, thi triển một loại quyền pháp huyền diệu, chỉ một quyền đã đánh sở khang bá trọng thương. Tống thư hàng xem thư xong, lại đưa thư cho bạch tôn giả. Bạch tôn giả xem địa chỉ ghi lại trong thư rồi gật đầu nói. Ta biết vị trí đại khái rồi, thư hàng, chúng ta đi thôi. Tuyệt đối không thể để những tên kia tiến vào cấm địa trước được. Dứt lời, bạch tôn giả đưa tay vỗ vào trong hư không, một khe nứt không gian xuất hiện, sau đó hắn kéo Tống Thư Hàng vào trong khe nứt không gian. Tước yêu tiểu thải vội vàng quắp chặt bả vai Tống Thư Hàng, tránh cho bị rơi mất. Xoẹt, cổng không gian khép lại. Tộc trường của sở ra há to miệng, mãi không khép lại được. Năng lực không gian, chẳng lẽ là kiếp tiên cửu phẩm. Lão tổ được cứu rồi. Một lát sau, bạch tôn giả mang Tống Thư Hàng chui ra cổng không gian, xuất hiện tại một không gian dưới lòng đất. Đến rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Dĩ nhiên rồi, truyền tống không gian của ta cực chuẩn, sai số khi truyền tống không đến một cái móng tay. Bạch Tôn Giả bật cười nói. Một cái móng tay là một CM sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tôn Giả. Cỡ đó đấy, dù sao thì móng tay cũng dài chừng nhiêu đó mà. Trước mặt chính là phạm vi của cấm địa sao? Tống Thư Hàng hỏi. Nói vậy là tiếp theo sắp phải đi vào phạm vi của vu độc nguyền rủa rồi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Ừ, chúng ta đang ở trong phạm vi của cấm địa, mà nói chính xác hơn là chúng ta đang ở ngay trong phạm vi của vu độc nguyền rủa đấy. Bạch Tôn giả đáp, Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối ơi là Bạch Tiền Bối, ít nhất phải để ta có thời gian chuẩn bị tâm lý đã chứ. Đang suy nghĩ, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy đầu chợt đau. Cũng không phải là bị vu độc nguyền rủa công kích, mà là tước yêu tiểu thải đang mổ vào đầu hắn. Tống Thư Hàng bỗng có dự cảm xấu, hắn run bả vai, đồng thời thò tay tới định bắt tiểu thải. Nhưng tiểu thải nhanh nhẹn vỗ cánh né tránh bàn tay của Tống Thư Hàng. Sau đó cặp mắt cô đỏ bừng, cô vừa bay vừa mổ vào đầu Tống Thư Hàng tới tấp, hiển nhiên là đã bị nguyền rủa ảnh hưởng. Tiểu thải cũng không phải là chim tước bình thường, cô là một con tước yêu tu luyện thành công, cái mỏ nhỏ nhắn cứng như sắt thép, mổ vào rất đau. Cũng may tố chất thân thể hiện tại của Tống Thư Hàng đã đạt đến cường độ tứ phẩm, lại tu luyện thêm ba loại công pháp luyện thể là bất động kim cương thân, cương thủ và nho ra kim cương thân. Nếu không, đầu của hắn đã bị tiểu thải mổ chảy máu đầm đìa rồi. Bạch tiền bối, tiểu thải bị vu độc ảnh hưởng rồi. Tống thư hàng giờ khóc giờ cười nói. Đồng thời hắn lại cẩn thận thò tay vào trong túi thu nhỏ một tấc, bên trong còn có thông nương nữa, lỡ may thông nương cũng bị nguyền rùa ảnh hưởng, nhảy ra đánh đầu gối hắn thì làm sao đây? ý chí của con tiểu yêu này kém thật đấy. Bạch tôn giả vươn tay bắt lấy tiểu thải, thần kỳ là sau khi tiểu thải bị bạch tôn giả bắt, cặp mắt đỏ ngầu của cô lập tức khôi phục bình thường. Chiếc, kỳ lạ quá, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Tiểu thải tỉnh hồn lại, nghi hoặc hỏi. Mới nãy người bị vu độc ảnh hưởng, bây giờ không sao rồi. Bạch tôn giả nói, vì lý do an toàn nên giờ người đổi chỗ, qua đứng trên bả vai ta đi, không được rời khỏi ta. Tiểu thải vội vàng gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, không được ị trên người ta đâu đấy. Ta nghe nói vấn đề bài tiết của loài chim không nằm trong sự khống chế của não, khi có nhu cầu thì cứ phóng ra thôi. Bạch tôn giả nói. Tống thư hàng. Tiểu thải. Bầm tiền bối, ta là tước yêu, mặc dù ta vẫn là loài chim nhưng ít ra ta vẫn có thể khống chế được loại chuyện này. Vậy thì tốt. Bạch tôn giả lại quay qua nói với tống thư hàng. Thư hàng, người cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được không? Nếu như không nhịn được thì cứ tới gần ta, như vậy có thể tránh bị vu độc nguyền rùa ảnh hưởng. Chắc ta không sao đâu. Tống Thư Hàng vừa chỉ vào tầng kim quan nhàn nhạt trên người mình vừa nói. Có kim quang công đức thực thể hóa, các loại nguyền rùa hay tà độc gì đó đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Suýt quên mất người có ánh sáng công đức hộ thân, vậy chúng ta tiếp tục tiến về trước thôi. Chật chật, đám người tập kích kia ở ngay phía trước chúng ta, xem ra bọn chúng cũng mới vừa mới tới khu vực cấm địa này không lâu. Hôm nay vận khí của ta không tệ, chúng ta nhanh chân đuổi kịp, đập cho bọn chúng một trận nên thân nào. Bạch tôn giả nói, tước yêu tiểu thải nói, kỳ quái, đám người tập kích kia không bị vu độc nguyền dù ảnh hưởng sao. Chắc là đã có chuẩn bị trước, dù sao bọn họ có mang theo sở gia lão tổ mà. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần dùng tất cả tính mạng của mọi người ở sở gia để uy hiếp, lúc đó sở ra lão tổ nhất định sẽ nói hết mọi thông tin mà mình biết cho đám người tập kích kia vu độc nguyền rùa ở nơi này được bố trí rất tài tình cho dù có chuẩn bị cũng chưa chắc có thể tránh khỏi bạch tôn giả cười ha ha nói đang nói chuyện bạch tôn giả đột nhiên phất tay một cái một luồng kiếm mang sáng trói quét ra trên đường kiếm mang quét qua có một bóng người ẩn nấp bị chém chúng lộ ra thân hình đây là một tu sĩ cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm cặp mắt của hắn đỏ ngầu trên mặt chỉ còn vẻ điên cuồng, nhìn là biết hắn đã bị ảnh hưởng bởi vu độc nguyền rùa. Loại vu độc nguyền rùa này sẽ khiến người ta hóa cuồng bạo, tự động công kích tất cả mọi sinh vật còn sống ở trước mắt. Nhưng tu sĩ rơi vào trạng thái chúng độc nguyền rủa vẫn biết tự thi triển pháp thuật hoặc kỹ năng mà bản thân có. Giống như vị linh hoàng ngũ phẩm trước mắt đây, cho dù cặp mắt đỏ bừng nhưng vẫn còn biết sử dụng kỹ năng ẩn thân, dùng thủ pháp ám sát để tàn sát những sinh vật còn sống mà hắn thấy sai khi bị buộc hiện thân, tên linh hoàng ngũ phẩm kia lộ ra nụ cười dữ tợn. Cạp cạp cạp, tiếng cười của hắn giống y như tiếng vịt kêu, sau đó hắn xông thẳng về phía bạch tôn giả. Nhưng hắn vừa mới lao ra hai bước, thân hình đột nhiên hóa thành vô số hạt ánh sáng, tản đi theo gió. Ngay khi chúng kiếm khí của bạch tôn giả, mạng hắn đã định là tiêu rồi. Đám tu sĩ tập kích sở ra khá đông, trong đó có sáu người bị vu độc nguyền dù ảnh hưởng, hiện đã chết bốn, cộng thêm tên này nữa là năm, còn một tên khác thì đang đi lang thang ở phía xa. Bạch Tôn Giả giải thích. Xem ra những tu sĩ tập kích sở ra này chỉ là tạm thời tạo thành đoàn đội mà thôi. Nếu không, hẳn là bọn chúng phải cứu đồng đội bị ảnh hưởng bởi vu độc nguyền rủa ra mới đúng chứ. Lúc Bạch Tôn Giả đang giải thích, đột nhiên từ phía xa bỗng vang lên một loạt tiếng kêu hoảng sợ vô cùng thê thảm, sau đó lại có mùi máu tanh gay mũi truyền tới. Ngay sau đó, ở phía trước có mấy thân ảnh ngự kiếm ở tầng trời thấp vội vã bay vụt tới. Trên thân thể của mấy người này đều có mấy nhát kiếm sâu thấy cả xương. Bay tản ra, cứ đi chung với nhau thì chết cả đám đấy. Có một tu sĩ hét lớn lên. Các tu sĩ khác vội vàng phân tán ra. Ngay lúc bọn họ tản ra chạy thoát thân thì đột nhiên đầu lâu của một vị tu sĩ phóng lên cao, cặp mắt hắn mang theo vẻ không cam lòng, thân thể từ không trung rơi xuống. Lúc thân thể hắn rơi xuống đất, dường như trong hư không lại có vô số kiếm khí không nhìn thấy công kích vào thân thể hắn. Cũng chỉ trong hai hơi thở, thân thể của tên tu sĩ kia không ngừng bị công kích, thôn vệ, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, nhìn giống như có vô số cá ăn thịt người vô hình đang ăn thân thể hắn vậy. Không chỉ thân thể hắn, mà ngay cả đạo bào, phù bảo trên người hắn, thậm chí là phi kiếm dưới chân cũng đều bị thôn vệ sạch sẽ. Đây chính là cổ trùng ở tầng thứ hai của vòng ngoài cấm địa sao. Tống Thư Hàng nói. Đúng vậy, là kiếm cổ vô hình, đồ tốt đấy. Năm đó cổ vu cũng chuyên đào tạo loại cổ trùng này, là bảo bối tốt. Thư hàng, hình như người tu luyện công pháp có thuần phục nuôi dưỡng linh thú đúng không, có muốn nuôi thử loại cổ trùng này không? Mặc dù bộ dáng hung tàn một chút, nhưng đời trước chúng nó cũng là một chi của linh thú đấy, có thể bồi dưỡng được. Bạch Tôn giả nói, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà Tống Thư Hàng đang tu luyện đúng là công pháp của bộ thần thú ở thời kỳ thiên đình viễn cổ, bộ thần thú chính là bộ phân chuyên môn nuôi dưỡng linh thú. Ồ, thứ này mà cũng nuôi được sao? Tống Thư Hằng hỏi. Làm sao nuôi được, bắt tới thuần phục để nuôi sao? Lực sát thương của loại kiếm cổ vô hình này quá khủng bố, tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành ít nhất cũng là tu sĩ tứ phẩm, vậy mà không hề có chút sức chống cự nào trước kiếm cổ vô hình. Muốn bắt sống đám kiếm cổ vô hình trước mắt để thuần phục nuôi dưỡng, đầu tiên ngươi phải có thực lực cỡ ta, nếu không ngươi cũng sẽ bị ăn sạch y như tên tu sĩ mới nãy vậy. Bạch tôn giả cười to nói. Nhưng chúng ta có thể xông thẳng vào hang ổ của kiếm cổ vô hình, tìm xem có trứng trùng hay không. Nếu như có trứng trùng thì ngươi có thể dùng biện pháp tuần dưỡng linh thú, thử thúc cho trứng trùng nở ra. Nếu như thành công, ngươi sẽ có được một đội ngũ kiếm cổ vô hình để hộ thân đấy. Vậy giờ chúng ta đi tìm hang ở của cổ trùng hả? Tống Thư hằng hỏi. Ừ, ngươi đi theo ta, ta cảm giác hôm nay vận khí của ta tốt lắm, nhất định có thể tìm được hang ổ của cổ trùng. Bạch tôn giả tự tin nói. Vì vậy, bạch tôn giả mang theo tống thư hàng xoay người đi về phía bên phải. chương 938, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bổn tọa. Tống thư hàng, tước yêu tiểu thải và bạch tôn giả đi tìm ổ của kiếm cổ vô hình. Hai người đi ra khỏi khu vực nguyền rủa rồi đi thẳng về phía bên phải. Tính khoảng cách thì họ đã đi vào địa bàn của kiếm cổ vô hình rồi, thế nhưng chúng vẫn chưa công kích họ. Tống Thư Hàng không khỏi hồ nghi. Thế nhưng nếu Tống Thư Hàng có Thiên Phú Nhãn thuật đặc biệt để nhìn thấy đám kiếm cổ vô hình kia, thì sẽ thấy không phải Bạch Tôn Giả đưa họ tránh được kiếm cổ vô hình, mà là kiếm cổ vô hình đang tránh né hắn và Bạch Tôn Giả. Hàng ngàn hàng vạn con kiếm cổ vô hình đều tránh né Bạch Tôn Giả theo bản năng trong phạm vi 10 mét lấy bạch tôn giả làm trung tâm không hề có lấy một con kiếm cổ vô hình, mà kiếm cổ vô hình trong phạm vi trăm mét quanh hắn đều run lên cầm cập, không con nào dám tấn công hắn cả. Bạch tôn giả tiến lên một bước, đám kiếm cổ vô hình kia sẽ xòe cánh bay nhanh về phía sau 10 bước, dành ra cho hắn đủ không gian hành động. Cùng lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ cách đó không xa. Những tu sĩ tập kích sở ra đang chạy trốn tứ tán thì không có được may mắn như bạch tôn giả và tống thư hàng. Tuy họ chia nhau ra chạy thoát thân, nhưng đám kiếm cổ vô hình ở đây đã sinh sôi nảy nở mấy ngàn năm, số lượng cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ tách ra chạy trốn, kiếm cổ vô hình cũng chia ra đuổi theo sát nút. Chẳng bao lâu sau, đám tu sĩ tập kích sở ra đã ăn hành, thân thể họ bị vô số kiếm cổ vô hình chen chúc nhau ăn sạch, không để lại dù chỉ là một sợi chỉ. Đám tu sĩ kia chết queo rồi. Tước yêu tiểu thải nghiêng đầu nói. Tu sĩ bình thường không nhìn thấy kiếm cổ vô hình, cảm giác cũng không phát hiện ra chúng nó. Đối với họ thì kiếm cổ vô hình đúng là sát thủ chí mạng. Bạch tôn giả nói, thế nhưng sao chúng lại không tấn công chúng ta nhỉ? Tước yêu tiểu thải nghi hoặc, bởi vì ta ở đây, cho nên chúng nó không dám tấn công. Bạch tôn giả cười bảo, tước yêu tiểu thải tơ lơ mơ nhưng vẫn gật đầu. Tống thư hàng, không gạch dưới không. Tống thư hàng bắt đầu trầm tư. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy phong cách của bạch tôn giả hôm nay có gì đó sai sai. Bạch tôn giả này hẳn là người thật, Tống Thư Hàng tự nhận rằng mình sẽ không dễ dàng nhận lầm bạch tôn giả đâu. Thậm chí kể cả đồng quái tiên sư có cải trang thành bạch tôn giả. Thôi, thuật cải trang của đồng quái tiên sư là bắc của thế giới này, nếu đồng quái tiên sư dịch dung thành bạch tôn giả thì Tống Thư Hàng không dám chắc 10 phần là có thể phân biệt được. Chẳng lẽ vì bạch tôn giả học kỹ thuật khiêu vũ máy xúc xong, vui vẻ quá nên bây giờ đang phiêu à. Cảm xúc của ngài ấy hưng phấn khác thường nên phong cách mới thay đổi đột ngột như vậy đúng không? Hay là... Thư hàng, người ra đó làm gì thế? Mau đi cùng ta, đừng cách xa quá, coi chừng bị đám kiếm cổ vô hình này phân thây vạn đoạn bây giờ. Giọng nói của bạch tôn giả cắt ngang suy nghĩ của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng đuổi theo, không dám suy nghĩ mông lung nữa. Hai người tiếp tục đi về phía bên phải. Tước yêu tiểu thải hỏi, bạch tiền bối, đi theo hướng này là đến ổ sâu à? Ừ, hẳn là như vậy, dù sao cũng không có gì to tát, nếu không được thì cùng lắm là nhìn nát hết địa bàn của kiếm cổ vô hình là tìm được tổ của nó thôi mà. Bạch tôn giả nói đầy khí phách, tước yêu tiểu thải, có lý, bạch tiền bối, ngài nhìn thấy những con kiếm cổ vô hình đó à? Tống thư hàng hỏi, ừ, nhìn thấy bây giờ ta đang đi về hướng tập trung nhiều kiếm cổ vô hình nhất đây cứ đi mãi là thấy xào huyệt của chúng nó thôi bạch tôn giả đáp bạch tôn giả đang nói thì bỗng nhiên bật cười đắc ý người xem thấy thật rồi này có vô số kiếm cổ vô hình đang bay ra bay vào vách đá kia chắc chắn đó là tổ sâu của chúng chúng ta mau vào xem có thể tìm thấy trứng cổ không nếu có thì xúc một ít mang đi sau đó bạch tiền bối mau chóng đi về phía vách đá Tống thư hàng vội vàng thi triển quân tử vạn lý hành theo sau. Khi bạch tôn giả, Tống thư hàng và tước yêu tiểu thải chui vào hang ổ của kiếm cổ vô hình được một lát. Trong khu vực vu độc nguyền rủa, tu sĩ cuối cùng may mắn sống sót sau khi bị vu độc nguyền rủa lây nhiễm đột nhiên vấp ngã. Ngay sau đó, thân thể hắn như vừa bị một bàn tay khổng lồ vô hình sách lên rồi kéo ra khỏi phạm vi của vu độc nguyền rủa. Sau đó, một tầng kết giới phòng ngự được lập nên tạo ra một khu vực an toàn nho nhỏ trong không gian của vu độc nguyền rủa và không kv trong kết giới này hai mắt của tu sĩ mặc đạo bào màu tím đỏ bừng lên thế rồi hắn mau chóng khôi phục như thường ha ha cuối cùng cũng tỉnh tu sĩ áo tím mở to mắt rồi nói ngươi không thể ra tay nhẹ một tí à suýt nữa thì thân thể ta bị ngươi kéo rụng ra rồi dường như tu sĩ áo tím này cố tình rơi vào phạm vi của vu độc nguyền rủa hơn nữa còn có người giúp đỡ mai phục bên ngoài để kéo hắn ra bất cứ lúc nào. Ha ha, nhẹ tay một chút ư. Một tiếng cười quái gở phát ra giữa không trung. Người mà là nữ tu nhân loại thì lão phu có thể nhẹ tay một chút. Cho nên lần sau đổi sang thân thể nữ tu xinh đẹp nào đó đi, thế thì lão phu không những nhẹ tay mà còn dịu dàng nữa cơ. Từ trước tới nay lão phu không cự tuyệt song tu với nữ tu nhân loại đâu. Thôi cứu, tu sĩ áo tím rụi mắt, hắn cũng không có cái đam mê đó tiểu hữu họ tống kia đã đến đây chưa đến rồi hơn nữa họ vừa mới đi qua khu vực vu độc này cùng với bạch tôn giả hệt như suy đoán của ngươi cho nên ta kéo ngươi ra trước giọng nói nặng nề trong hư không cất lên thế nhưng sau khi họ vào khu vực của kiếm cổ vô hình thì không đi tiếp mà đi tìm hang ổ của cổ trùng rồi chậc xem ra họ muốn đi kiếm trứng của cổ trùng cũng đúng như ta nghĩ thôi trứng cổ trùng kia là bảo bối đó tu sĩ kia cười ha hả. Cũng tốt, nếu Tống Thư Hàng đi lấy trứng cổ trùng thì ta đỡ phải mạo hiểm đi vào lấy chúng. Cuối cùng ta chỉ cần bắt được hắn thì trứng cổ trùng là của ta rồi. Ha ha ha, tiếng cười quái dị trong không khí lại vang lên. Nếu Tống Thư Hàng đến đây rồi thì chúng ta làm theo kế hoạch thôi. Muốn mở cửa lớn của cấm địa thì còn phải trông vào Thư Hàng tiểu hữu đấy. Sứt lời, tu sĩ áo tím vẫy tay một cái, bốn sợi dây thường bện từ máu tươi vươn ra từ ngón tay của hắn rồi chui vào khu vực vu độc nguyền rùa sau đó có bốn cái xác bị hắn kéo từ trong đó ra bạch tôn giả từng nói có sáu tu sĩ bị ảnh hưởng bởi vu độc nguyền rùa trước khi bạch tôn giả và tống thư hàng đi vào thì đã chết mất bốn người rồi một người phục kích bạch tiền bối bị một kiếm chém tan xác sau khi bốn cái xác bị lôi ra tu sĩ áo tím khom lưng tìm kiếm trên người họ một lượt nhưng tìm hết toàn thân cũng chỉ thấy mấy tấm bùa, đống bùa kia còn mất đi linh khí và trở thành một đống giấy loại. Đan dược và phi kiếm trên người họ thì biến mất hoàn toàn. Cấm địa này đáng sợ thật, tu sĩ chết ở đây, bao nhiêu thứ có linh lực đều bị cấm địa hấp thu thành chất dinh dưỡng hết. Tu sĩ áo tím rứt lời, bèn ném hết bùa mất linh khí kia đi. Chân khí đỏ rực không ngừng rót vào xác tu sĩ, thi thể rung lên bần bật sau đó nó chậm rãi đứng lên dưới sự dẫn dắt của luồng chân khí đỏ rực ấy. Thế nhưng thi thể ấy biến dị thành cổ quái vô cùng, cứ lắc la lắc lư như một quả bóng nước vậy. Nhìn con rối ra người của ngươi bao nhiêu lần vẫn thấy buồn nôn. Giọng nói trong hư không trầm xuống. Mặt khác, nhẹ tay thôi, bạch tôn giả kia có cảnh giới thất phẩm đấy, dù ta khởi động kết giới ngăn cách, nhưng dao động năng lượng của ngươi lớn quá thì hắn cũng sẽ phát hiện ra ngay. Ha ha, ta biết mà với lại thực ra ta cũng thấy buồn nôn với thuật con dối da người này lắm tu sĩ áo tím cười ha hả thế nhưng nó rẻ mà hiệu quả lại nhanh dù có tổn thất cũng không đáng tiếc nó thực dụng thế thì làm sao mà ta vứt bỏ được chứ cứ thế lặp lại bốn lần bốn cái xác tu sẽ lần lượt biến thành con dối da người lúc la lúc lắc như mấy bộ da đổ đầy nước thế nhưng chỉ vài hơi thở sau thì đám con dối này không lắc nữa chất lỏng trong cơ thể cũng ổn định lại nhìn từ bề ngoài con dối không khác gì với tu sĩ bình thường dưới sự chỉ huy của tu sĩ áo tím bốn con dối da người hùng dũng vọt vào khu vực của kiếm cổ vô hình xong rồi tu sĩ áo tím lại hỏi tướng quân mấy tên tham lam lúc trước đã đi tới đâu rồi đám kia đã qua bốn tầng cửa sắp tới cửa lớn của cấm địa rồi được con dối người sống của ngươi dẫn đường bọn chúng đều không hoài nghi ai cũng nghĩ mình sắp thắng lợi trở về đến nơi đấy trong hư không kẻ có giọng nặng nề cười nói. Chật, bồi dưỡng được khôi lỗi người sống từ tu sĩ có chút huy vọng trong giới làm ta tốn nhiều công sức lắm. Ta mất tận 3 năm bố trí mới có thể cải tạo hắn thành con rối người sống mà không để cho hắn phát hiện ra đó. Tu sĩ áo tím cười đắc ý rồi nói. Có một con rối người sống có uy vọng dẫn đường, có cấm địa lợi ích siêu lớn thôi thúc, lại có thêm một đám tu sĩ thực lực không kém tới tham gia thám hiểm cấm địa này nhờ thế lực của hắn hô hào mồi chai. Trước mắt, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đáng tiếc là lời nguyện ác mộng của Mạc Môn lần trước hắn mất bao công sức thi triển trên người Tống Thư Hàng đã mất đi hiệu lực, bằng không kế hoạch của hắn sẽ còn hoàn mỹ hơn nhiều. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bổn tọa. Tu sĩ áo tím thản nhiên tỏ ra nguy hiểm. Chương 939, Hồ yêu. Bên trong ổ kiếm cổ. Bạch Tiền Bối trầm tư nhìn 17 nhánh rẽ ở trước mặt. Ổ của đám kiếm cổ vô hình này cứ như mê cung vậy, trong ổ có vô số nhánh rẽ và lối đi đan sen, cũng không biết nhánh nào mới đi thẳng tới ổ trứng của nó nữa. Ngoài ra còn một điều nữa, ấy chính là mấy lối đi này khá nhỏ, chẳng khác gì lỗ cho hết. Cái đầu thì còn đỡ, dù có là mê cung thì chỉ cần bạch tiền bối quét thần niệm là có thể tìm được chỗ chứa trứng cổ ngay. Nhưng bạch tiền bối cảm thấy chui lỗ cho không vui chút nào. Sau khi suy tư một lúc, bạch tiền bối đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi tống thư hàng. Thư Hàng này, người thật sự rất muốn chứng cổ kia ư. Tống Thư Hàng, không phải vụ tìm chứng của kiếm cổ vô hình là do bạch tiền bối ngài đề nghị à. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn đáp, ừ, nếu như có thể lấy được thì ta cũng muốn lắm. Thứ như kiếm cổ vô hình này đúng là bảo bối tốt. Được rồi, người lùi lại sau lưng ta đi. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng làm theo, lùi lại sau lưng Bạch Tiền Bối. Sau đó, hắn thấy bạch tiền bối lấy ra một món pháp khí rất kỳ quái, thoạt nhìn khá giống một mũi khoan, nhưng bên cạnh mũi khoan còn có một cái móng vuốt nữa. Bạch tiền bối giơ pháp khí hình mũi khoan lên, tìm đại một cửa động rồi bắt đầu khoan. Pháp khí mũi khoan nhanh chóng xoay vèo vèo, cái móng vuốt trên pháp khí cũng xoay theo, vừa chạm vào đã khiến cái cửa động trước mắt to ra gấp mấy lần, tạo thành một con đường đủ cho hai người đi song song. Cổ nhiên, phong cách của bạch tiền bối hôm nay sai quá sai. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, trong lòng hắn ẩn ẩn có một suy đoán. Nhưng suy đoán kia cần phải nghĩ cách để chứng minh mới được. Âm âm âm, Bạch Tiền Bối cầm theo mũi khoan này đi thẳng một đường, cũng khoan thẳng một đường. Tống Thư Hàng thì đi theo sát phía sau hắn. Âm âm, Bạch Tiền Bối bỗng dừng lại. Sao thế Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hàng hỏi ngay. Ừm, rốt cuộc cũng cảm ứng được chỗ của đám chứng cổ rồi, thần thức bị hạn chế đúng là không tiện chút nào. Đi thôi, chúng ta qua đường kế bên. Đường kế bên. Tước yêu tiểu thải tò mò nhìn quanh, trước mắt bọn họ chỉ có mỗi con đường này thôi, làm gì còn đường nào nữa. Tống Thư Hàng thì lập tức hiểu ra ý của Bạch Tiền Bối ngay, ý của Bạch Tiền Bối chính là không có đường kế bên thì cứ khoan ra một đường là được. Cổ nhiên, Bạch Tiền Bối cầm pháp khí mũi khoan kia nhắm thẳng vách tường phía bên trái mà khoan ầm ầm. Chẳng mấy chốc Bạch Tiền Bối đã khoan ra một con đường khổng lồ ở cuối lối đi đó là một nhánh thông đạo khác do đám kiếm cổ vô hình kia đào ra. Đây đúng là con đường đi thẳng tới chỗ chứa trứng. Ơ, ờ, có người à. Lúc này tước yêu tiểu thải tinh mắt nên lập tức nhìn thấy có bóng người lóe lên trong con đường kia. Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy, ngay khi bạch tiền bối vừa khoan thông qua đây thì đạo thân ảnh kia đã nhanh chóng bỏ qua. Hắc hắc, vừa rồi ta cảm giác được hắn cho nên mới đào theo chỗ của hắn đấy. Bạch tiền bối nói tên này thầm thà thầm thụt chui vào trong ổ của kiếm cổ vô hình, chắc chắn là cũng muốn tìm chứng. Chúng ta đuổi theo hắn, đừng có để hắn chạy mất. Vậy nên bạch tiền bối cầm pháp khí mũi khoan kia lên khoan ẩm ẩm dọc theo con đường. Độc cô bạch cảm thấy hôm nay đặc biệt bực bội. Hắn là hàng hiếm trong hồ tộc, thân là một Mỹ Nam tử tiếng tăm lẫy lừng của hồ tộc. Hắn lại dứt khoát từ bỏ huyễn thuật và công pháp dụ dỗ mà hồ tộc dành nhất, cuối cùng bái nhập môn hạ của một vị tu sĩ nhân loại, học một bộ công pháp rất thích hợp với hắn, còn học được bản lĩnh nuôi dưỡng linh thú vô cùng tuyệt vời. Sư phụ chưa từng nói tên của công pháp cho hắn biết. Mỗi khi nhắc tới vấn đề xuất xứ của công pháp thì sư phụ luôn có vẻ ủ rũ. Nên dần già độc cô Bạch cũng không dám hỏi nữa. Sau khi thần công có chút thành tựu thì độc cô Bạch quyết định sẽ trở thành một vị đại sư thuần dưỡng linh thú như sư phụ, cho nên hơn nửa đời hắn chỉ lượn lờ khắp các bí cảnh, cấm địa. Tìm kiếm đủ loại linh thú, đưa về nhà nuôi dưỡng cho thật tốt. Một năm trước, Độc Cô Bạch tình cờ tìm được nơi cấm địa này, đồng thời cũng phát hiện ra ở đây có kiếm cổ vô hình cực kỳ quý báu. Công pháp hắn tu luyện rất đặc biệt, khiến hắn có một đồng thuật kỳ diệu, có thể nhìn thấy đám kiếm cổ vô hình này. Kiếm cổ vô hình này chính là báu vật, có được huyết mạch linh thú. Nếu như đưa nó về thì chắc là sư phụ sẽ vui lắm nhỉ? Thế là Độc Cô Bạch lập tức quyết định phải đưa chứng của kiếm cổ vô hình này về hắn tốn một năm rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tạo ra được một loại thuốc bột sau khi bôi lên người thì có thể khiến cho kiếm cổ vô hình không phát hiện ra hắn đồng thời hắn cũng luôn nghiên cứu tập quán sinh hoạt của kiếm cổ vô hình hắn phát hiện trong tình huống không có ai kinh động thì cứ cách mỗi ba tháng đám kiếm cổ vô hình này sẽ giúp ở trong động tiến hành công việc sản sinh đời sau lúc này chúng sẽ hiếm khi rời khỏi huyệt động mà mấy hôm nay chính là thời kỳ sinh sản mới của kiếm cổ vô hình khi kiếm cổ ẩn nấp không ra ngoài thì cũng là thời cơ tốt nhất để hắn bỏ vào trong thông đạo nhỏ hẹp kia không cần sợ bị đám kiếm cổ vô hình ra ra vào vào kia đả thương nhưng điều khiến độc cô bạch bực bội chính là khi hắn định nhân lúc này tìm một con đường an toàn chui vào trong ổ tìm kiếm nơi đám kiếm cổ vô hình đẻ trứng thì đột nhiên có một đám dở hơi ở bên ngoài sộc vào cấm địa đám dở hơi kia đã kinh động đám kiếm cổ vô hình đám kiếm cổ vô hình vốn đang nấp trong động đột nhiên bay vèo vèo ra ngoài lúc đó độc cô bạch đang chui trong hang động thiếu chút nữa sợ vãi tè kiếm cổ vô hình kéo từng đàn bay ra trong thông đạo nhỏ hẹp đập thẳng vào mặt sơ sẩy một cái thôi thì hắn sẽ bị đâm thành tổ ong luôn may mà độc cô bạch phản ứng nhanh thêm nữa là hình dạng của hắn khi hiến thành nhân hình cũng khá nhỏ nhắn trước tiên hắn đào vài cái hố trong thông đạo rồi chui vào lúc này mới may mắn tránh khỏi đột tấn công tới tấp của đám kiếm cổ vô hình bay ập ra vất vả lắm mới thoát được một kiếp, hắn lại dè dặt mò mẫm, bò ngang bò dọc trong ổ trùng. Nhưng bò được một lúc thì hắn lại nghe thấy con đường kế bên phát ra tiếng ầm ầm. Đơ mơ, lại là thứ thiếu nào nữa đây? Dám đào đường trong ổ của kiếm cổ vô hình, chán sống rồi à? Có chán sống thì cũng đừng có hại ta chứ. Trong lúc độc cô Bạch nghĩ như thế thì đột nhiên hắn thấy có gì đó sai sai. Sao tiếng ầm ầm này ngày càng gần thế nhỉ? thanh âm này đang tới gần chỗ hắn ư tèo rồi mục tiêu của đối phương chính là hắn độc cô bạch vội bò nhanh hơn di chuyển ở nơi này trong hình thái nhân loại không tiện chút nào nhưng hắn lại không thể biến thành yêu thân được yêu thân của hắn cao cỡ một tầng lâu lận căn bản không chui nổi trong nơi nhỏ hẹp này độc cô bạch liều mạng bò cho nhanh nhưng tiếng ầm ầm sau lưng lại ngày càng gần hơn đồng thời có một giọng nói cực kỳ êm tai cười nói tìm thấy rồi Tiểu tạc chạy đi đâu hả? Ngay sau đó, độc cô bạch cảm giác hai chân của mình bị cuốn lấy. Là pháp bảo loại trói buộc, hắn có giấy kiểu gì cũng không thoát. Độc cô bạch rưng rưng nước mắt. Sư phụ, xem ra hôm nay ta phải theo rồi. Âm âm, bạch tiền bối và tống thư hàng khoan thẳng tới bên cạnh độc cô bạch. Ơ, ờ, là một đại mỹ nhân. Ta có thể ngửi thấy mùi hồ ly trên người cô ấy. Cô ấy là một hồ yêu. Tước yêu tiểu thải vui sướng reo lên đây là hồ ly tinh à, lần đầu tiên ta thấy một con còn sống như thế đấy, đúng là đẹp thật. Diệp Tư chui ra, nói với vẻ đầy kinh ngạc. Tống Thư Hàng cũng nhìn độc cô bạch, gương mặt trái xoan, chân mày là hai đốn tròn, đôi mắt dài hẹp vô cùng quyến rũ, đúng là một mỹ nhân. Đạo hữu gì đó ơi, ta không chơi gay, xin đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối ấy. Độc cô bạch nói, Tống Thư Hàng, con mắt nào của ngươi thấy ta nhìn ngươi với ánh mắt đắm đuối hả? Bạch tiền bối, là một con hồ yêu được đấy, thư hàng, người định xử lý hắn kiểu gì đây? Dù sao thì cũng là cùng một bọn tấn công sở ra, chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ bằng chém chết cho rồi đi. Đúng rồi, tiểu thải này, người học phương pháp siêu độ thế nào rồi? Lần này ta chém hắn xong thì sẽ giữ linh hồn lại, người có thể thử phương pháp siêu độ với hắn xem sao. Ta vừa mới đọc địa tạng độ hồn kinh thôi, chưa học được phương pháp siêu độ. Tước yêu tiểu thải đáp thế thì tiếc quá, bạch tôn giả nói. độc cô bạch nuốt một ngụm nước bọt. sư phụ ơi, tu sĩ nhân loại ở bên ngoài đáng sợ quá đi mất. không chỉ đòi chém chết mà cả linh hồn của ta cũng không tha. giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất, nhưng nếu cả linh hồn cũng không tha thì đúng là quá đáng mà. đợi đã, cùng một bọn tấn công sở gia ư, mấy vị đạo hữu này hiểu lầm rồi. đợi đã, đạo hữu, ta không có chung phe với mấy người ở bên ngoài độc cô bạch vội kêu to ta chỉ là một người nuôi dạy linh thú bình thường mà thôi một năm trước thì ta đã tới cấm địa này rồi ta hoàn toàn không biết đám thô lỗ ngoài kia ta chỉ muốn kiếm được vài quả trứng của kiếm cổ vô hình thôi bạch tiền bối nghe thế bèn nói hửng lại còn định cướp trứng cổ của ta à đúng là cứ giết ngươi cho rồi độc cô bạch đạo hữu à một năm trước thì ta đã đến đây rồi nếu như nói cướp thì cũng là ngươi cướp trứng của ta mới đúng bạch tiền bối ngài đợi một chút đã lúc này diệp tư đột nhiên nói sau đó diệp tư mỉm cười nhìn độc cô bạch tiểu tử hồ tộc trẻ tuổi kia người có muốn giữ mạng không có muốn trứng cổ nữa không độc cô bạch gật đầu như mổ thóc diệp tư lại cười dịu dàng hơn bao giờ hết vậy ngươi có tiền không tiền ư à à ta có đây độc cô bạch móc ra một túi linh thạch tất cả linh thạch trên người ta đều ở đây ta không cần linh thạch Diệp Tư nói, ta muốn nhân dân tệ, USD hoặc bảng Anh cũng được. Độc cô Bạch, Diệp Tư hỏi, ngươi không có à? Độc cô Bạch cười khổ lắc đầu. Thiệt tình, ngươi không biết đạo lý không có tiền thì nửa bước cũng khó đi à? Diệp Tư thất vọng lùi về trong thân thể của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, vậy xử con tiểu hồ ly này thế nào đây? Bạch tiền bối ngồi xổm xuống, vươn tay cho độc cô Bạch, hay là cứ trói hắn lại trước đi đã, nếu như hắn thật sự không chung phe với đám người bên ngoài thì thả hắn đi sau. Tống Thư Hàng nói, nếu như hồ yêu này thật sự không cùng phe với đám tu sĩ ở bên ngoài thì chia cho hắn ít trứng cổ cũng được. Nói được một nửa thì trong lòng Tống Thư Hàng chợt động, lại nhìn chằm chằm vào độc cô Bạch. chương 940, Sư Phụ là của ta, người đừng hòng gặp người. Độc cô Bạch bị Tống Thư Hàng nhìn tới mức lông mau dựng đứng công pháp người tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công à? tống thư hàng chợt hỏi. hắn cảm ứng được cảm giác khá là thân thiết từ chỗ con hồ yêu này. hơn nữa càng tới gần nó thì cự kình do tam thập tam thú ảnh và ngụy tiên thiên chân khí ngưng tụ ra trong khí hải đan điền của tống thư hàng lại hưng phấn kêu lên. tống thư hàng có thể cảm giác được loáng thoáng con hồ yêu này cũng tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hơn nữa không phải loại khiếm khuyết như đám thích khách trong tổ chức thích khách tam thập tam thú kia đã luyện mà là phiên bản đầy đủ của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Ngươi nói công pháp mà ta tu luyện ư. Độc cô Bạch lắc đầu nói. Ta cũng không biết công pháp mình tu luyện là gì nữa. Mỗi lần ta hỏi về lai lịch của nó thì sư phụ đều tránh né không chịu đáp. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà ngươi vừa nói đấy. Sư phụ của hồ yêu trốn tránh không đáp vấn đề về công pháp ư. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc thì đã đoán được đại khái. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vốn là công pháp của thần thú bộ của Thiên Đình Viễn Cổ, sau khi Thiên Đình Viễn Cổ bị hủy diệt thì một vài người sống sót của thần thú bộ mới thành lập Tam thập tam thú thần tông. Nhưng sau này ngay cả thập tam thú thần tông cũng bị người ta hủy diệt. Nếu như sư phụ của con hồ yêu này là người sống sót của thập tam thú thần tông thì đương nhiên sẽ không nói tên của công pháp cho đệ tử của mình biết, tránh việc dẫn tới họa sát thân cho đệ tử. Nhưng Tống Thư Hàng phát hiện hình như Hồ Yêu cũng không hề có cảm ứng gì với công pháp khi đối mặt với hắn. Khí tức trên người Hồ Yêu hoàn toàn không có dị động gì. Chẳng lẽ vì tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà mình tu luyện đã được bạch tiền bối cải tiến ư? Cho nên ta có thể cảm ứng được những người có tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công khác, nhưng người khác lại không cảm ứng được ta. Hoặc là công pháp của từng nhánh trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau. Sau khi nghĩ kỹ, Tống Thư Hàng lại lấy một sợi dây vàng ra từ trong pháp khí vòng tay của mình ra rồi hỏi. Vậy, ngươi đã từng thấy thứ giống thế này ở chỗ sư phụ của ngươi chưa? Con hồ yêu này đã có thể hóa thành nhân hình, chứng tỏ nó là đại yêu ngũ phẩm. Nói cách khác, công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trên người hắn đã hoàn thiện lắm rồi, khác hẳn với đám thành viên của tổ chức thích khách tam thập tam thú. Nếu đã vậy thì hẳn là địa vị của sư phụ hắn trong tam thập tam thú thần tông năm đó không hề thấp có lẽ cũng sẽ có một sợi dây tương tự thế. Lúc con hồ yêu này nhìn thấy sợi dây vàng đó thì đồng tử chợt co rụt lại. Đúng là nó từng trông thấy sợi dây thế này rồi. Loại dây đeo thoạt nhìn như làm ra từ nguyên một cục vàng, mang đầy mùi nhà giàu mới nổi, không dính chút xíu nào với phong cách ẩn sĩ của sư phụ nó hết, nhưng sư phụ của nó lại coi đây là trí bảo. Xem ra là ngươi đã từng thấy rồi. Tống Thư Hàng nói, quả nhiên sư phụ của hồ yêu có quan hệ với tam thập tam thú thần tông. Tống Thư Hàng nói xong thì cất sợi dây xích vàng kia đi, đồng thời ý thức của hắn chuyển vào một quyển sách của chỉ viết tay tên Bách Khoa Toàn Thư Thuần dưỡng muôn thú nằm trong không gian của vòng tay. Quyển sách này chính là thứ mà chủ nhân của sợi dây trong tay Tống Thư Hàng, Trúc quản tử trưởng lão của Tam Thập Tam Thú Thần Tông đã ủy thác tác giả của nó đặt kèm một vài món quà cho đệ tử cưng của mình vào đêm trước khi Tam Thập Tam Thú Thần Tông bị hủy diệt. Lúc đó vị tác giả này đã gửi quyển sách và quà cho Trúc quản tử trưởng lão. Sau khi Tống Thư Hàng nhận được quyển Bách khoa toàn thư thuần dưỡng muôn thú này xong thì chỉ mới thử qua với hai con linh thú cá ngựa do con ngựa giống tinh kia đưa tới. Muốn hắn phát dương quang đại quyển Bách khoa toàn thư thuần dưỡng muôn thú này thì đúng là không có hy vọng gì rồi. Tống Thư Hàng từng nghĩ, nếu như có cơ hội thì hắn sẽ tìm đệ tử kế thừa Bách khoa toàn thư thuần dưỡng muôn thú này, không thể để truyền thừa của trúc quản tử trưởng lão và tác giả của quyển sách này bị đứt đoạn được này rất có thể con hồ yêu này chính là truyền nhân thật sự của tam thập tam thú thần tông, hơn nữa theo những gì hắn kể thì có vẻ hắn rất thích việc thuần dưỡng linh thú. Nếu như bản tính của hắn không có vấn đề gì thì chi bằng truyền bách khoa toàn thư thuần dưỡng muôn thú này lại cho hắn nhỉ? Ừm, trước khi truyền thụ bách khoa toàn thư thuần dưỡng muôn thú, nếu được thì Tống Thư Hàng rất muốn tìm cơ hội gặp mặt sư phụ của hồ yêu một lần. Một là để chính thức xác định xem đối phương có phải đệ tử của tam thập tam thú thần tông hay không. Hay là nếu đối phương không ngại thì Tống Thư Hàng muốn tìm hiểu rõ chuyện đã xảy ra với Tam Thập Tam Thú Thần Tông, ví như kẻ thù của Tam Thập Tam Thú Thần Tông năm đó có lai lịch thế nào. Dù sao thì hắn cũng tu luyện Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên nhất khí công mà. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đánh tiếng hỏi. Sư phụ của ngươi có khỏe không? Nếu được thì có thể đưa bọn ta đến gặp sư phụ ngươi một lần được không? Hồ Yêu nhìn Tống Thư Hàng với vẻ cảnh giác. Ha ha, nói vòng nói vo, quả nhiên mục tiêu của ngươi cùng là sư phụ của ta ta nói cho mà biết sư phụ là của ta ngươi đừng có hòng gặp được ngài tống thư hàng lượng tin tức trong câu này ghê gớm quá lúc này bạch tiền bối ngồi kế bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn thật là nói lắm thế làm gì có gì thì đợi ra khỏi cấm địa rồi nói tiếp con hồ yêu này cứ tạm giao cho ta mọi việc cứ chờ ra khỏi cấm địa hãy tính tiếp bạch tiền bối nói xong thì ấn một cái lên người hồ yêu Thân thể nó lập tức biến mất tiêu. Bạch Tiền Bối truyền tống đưa hắn đi đâu thế? Tống Thư Hàng hỏi. Đến một bí cảnh ta chuyên dùng để nhốt người, yên tâm đi, hắn không trốn thoát được đâu. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng bật cười. À, là cái bí cảnh chậm chạp kia đấy à? Ha ha ha, đúng vậy, chính là cái bí cảnh chậm chạp đó đấy. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng im lặng gật đầu. Bạch tiền bối tiếp tục cầm pháp khí khoan đi tới. Trên đường đi, tất cả kiếm cổ vô hình liên tục lùi lại. Cho dù bạch tiền bối hiếp cổ quá đáng, một đường khoan nát nhà của chúng thì chúng cũng không dám xông lên. Đến rồi, chính là chỗ này đây. Bạch tiền bối nói. Thứ xuất hiện trước mặt tống thư hàng chính là một cái huyệt động khổng lồ với vài cái trứng gà vàng rực. Những quả trứng vàng rực này chính là trứng của kiếm cổ vô hình. Trong huyệt động có chừng một ngàn quả trứng cổ vàng rực nhiều thế, ta còn tưởng rằng chỉ chừng vài chục hay vài trăm quả trứng thôi chứ. Tống Thư Hàng nói, nếu như có nhiều trứng như thế thì chia một chút cho hồ yêu cũng được. Một mình Tống Thư Hàng không nuôi được nhiều kiếm cổ như vậy. Bạch tiền bối, người lấy được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, dù sao thì bây giờ vẫn đang trong thời kỳ sinh sản của kiếm cổ vô hình. Cho dù ngươi có lấy hết thì mấy ngày nữa chúng cũng sẽ sinh ra lứa mới thôi, nếu như Bạch Tiền Bối đã nói có thể đưa đi hết thì Tống Thư Hàng cũng không khách khí nữa. Nếu như là tu sĩ khác đến, cho dù có được pháp khí không gian thì cũng không thể mang đi được nhiều như thế. Dù sao thì những trứng cổ này đều có sinh mạng, không thể cho vào pháp khí không gian bình thường được. Trên người Tống Thư Hàng lại có một thế giới hạch tâm, trong đầu chợt động ý niệm một cái là tất cả trứng cổ đều bị đưa vào trong thế giới hạch tâm đó. Xong rồi, Tống Thư Hàng lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn lúc này ở ngoài cửa cấm địa. Hơn 50 tu sĩ vào đây ban đầu giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Những kẻ thực lực kém và đen đủi đều đã bỏ mạng trên đường đến cấm địa. Sắc mặt của đám tu sĩ còn lại đều vô cùng khó coi, nguy cơ bên ngoài cấm địa còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ, cho dù đã biết được tin tức về ba loại thiên cơ từ miệng của lão tổ sở ra, nhưng bọn họ vẫn chết mười mấy người. Nhưng cũng may là tất cả đều đáng giá. Hôm nay họ đã đứng trước cửa vào cấm địa, tiếp theo, chỉ cần tìm được bảo tàng thì họ sẽ có vô số bảo vật. Tiên đan kéo dài tuổi thọ, công pháp lên thẳng tôn giả thất phẩm hoặc cao hơn nữa, đan dược đột phá cảnh giới và trận pháp độ kiếp, pháp khí cường đại. Đúng vậy, những tu sĩ này đều cho rằng cánh cửa cấm địa chính là cánh cửa vào bảo tàng. Chỉ cần mở ra thì có thể lấy được bảo tàng mà họ thèm khát. Đây chính là tin tức mà vị tu sĩ dần đầu đã nói với họ. Tiếp theo, chúng ta phải mở cánh cửa bảo tàng này kiểu gì đây? một vị tu sĩ nhìn cánh cửa kia rồi hỏi. Đây là một vòng tròn vàng khổng lồ, cao như một ngọn núi. Bên trong vòng tròn vo vô số vòng tròn màu vàng lớn nhỏ khác nhau tạo thành, tổng cộng có hơn cả vạn cái. Trên mỗi vòng tròn đều có khác một ký hiệu, con số hoặc đồ án, chữ viết khác nhau. Phải đặt gần vạn cái vòng tròn này vào đúng chỗ thì mới có thể mở cánh cửa bảo tàng này ra được. Nếu như không có chìa khóa chính xác để mở, Muốn dùng bạo lực để phá được cái vòng tròn này thì đúng là nằm mơ. Chìa khóa của nó ẩn giấu bên trong phần kiếm quyết của Sở gia. Vị tu sĩ dẫn đầu kia lấy bức họa kiếm quyết của Sở gia ra rồi nói: Trước khi tới cấm địa thì phần kiếm quyết này đã được các tu sĩ chia nhau xem rõ. Có người lĩnh ngộ ra được một bộ kiếm thuật không tệ từ trong đó, cũng có người không thu hoạch được gì. Bây giờ mọi người hãy xem lại bức họa này thật kỹ đi chỉ cần có thể phá giải được những bí mật này thì chúng ta có thể nhận được tất cả những gì mình muốn. Vị tu sĩ dẫn đầu kia nói. Đúng rồi, lão nhân sở ra đâu, chắc là hắn ta phải biết gì về chìa khóa của bảo tàng chứ. Một tu sĩ lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ ngươi quên rồi à, lúc ở tầng thứ ba, tờ phù bảo kia hóa thành một đấm đánh cho lão nhân sở ra trọng thương rồi, bây giờ vẫn còn nằm vật ở ngoài tầng thứ ba đấy. Lúc đó mọi người đều bận vượt qua cho nhanh, nên không ai đến cứu hắn hết. Lại có một vị tu sĩ nói, lần này lão tổ sở ra lại ngã quỵ ở tầng thứ ba bên ngoài cấm địa, lại bị một nắm đấm đánh trọng thương tiếp. Lúc này, vị tu sĩ dẫn đầu lại nói, lão nhân kia không biết gì đâu, trên đường đi ta đã dùng đủ thủ đoạn, cũng nhìn cả trí nhớ của hắn rồi. Trong tay hắn ta cũng không có chìa khóa bí cảnh, hắn đã từng xem mấy bức họa này, kết quả ngộ ra được một bộ kiếm thuật có hắn hay không cũng thế, cuối cùng vẫn phải xem chính chúng ta. Nói xong, vị tu sĩ dần đầu kia lại nói. Mọi người đừng có sợ, ta có một suy đoán, mấy người chúng ta đều ngộ ra được một bộ kiếm thuật khác nhau từ mấy bức họa này. Thậm chí còn có người ngộ được tới hai bộ kiếm thuật. Nói không chừng những kiếm thuật mà chúng ta lĩnh ngộ được kết hợp lại cùng một chỗ chính là cách để mở cửa đấy. Tất cả chúng ta hãy lĩnh ngộ lại lần nữa cho thật kỹ, sau đó kết hợp tất cả kiếm thuật lại thử xem các tu sĩ cảm thấy cũng có lý nên bắt đầu tìm hiểu kiếm quyết thật kỹ. Một bên khác, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối vượt qua khu vực kiếm cổ vô hình, bước vào trong tầng thứ ba. Theo như lời lão tổ sở ra đã nói trong thư thì nguy cơ ở tầng thứ ba này là một phù bảo do đại năng để lại. Nhưng có thể hiển hóa ra một nắm đấm, thi triển một bộ quyền pháp vô cùng huyền diệu. Một quyền có thể đánh lão tổ sở ra trọng thương. Nhưng khi bọn họ tiến vào tầng thứ ba này thì hoàn toàn không bị phù bảo tấn công. Tước yêu tiểu thải, hình như chúng ta không hề bị tấn công, lẽ nào phù bảo bị hư rồi à? Phù bảo ở đằng kia kia. Bạch Tiền Bối giơ tay chỉ về phía một tảng đá ở cách đó không xa, bên trên khắc họa một lá bùa khổng lồ. Chẳng lẽ phù bảo này cũng không dám tấn công Bạch Tiền Bối ư? Tống Thư Hàng hỏi, kiếm cổ vô hình là linh thú có sinh mệnh, bởi vì thực lực cách quá xa nên không dám tấn công Bạch Tiền Bối thì còn hiểu được nhưng chẳng lẽ thứ như bùa chú này cũng thành tinh à? Giống với tờ ngân phiếu tinh mà lúc trước chúng ta từng gặp ấy. Không phải, chỉ là linh lực chứa bên trong nó đã tiêu hao hết nên mới không chủ động tấn công. Bạch tiền bối nói. Nói xong thì bạch tôn giả bước đi trong hư không, tới trước mặt bức họa kia rồi mới nói. Ừm, kết cấu không tệ, thú vị lắm, nhưng thủ pháp không đủ hoàn mỹ, để ta bổ sung vài nét cái đã. Nói đoạn, Bạch Tôn giả dơ một ngón tay ra điểm nhẹ lên lá bùa này liền tù tìm 18 cái. Sau khi quẹt xong thì Bạch Tiền Bối mới mỹ mãn quay về. Bạch Tiền Bối, ban nãy ngươi làm gì thế? Tống Thư Hàng hỏi. Cải tiến lá bùa này một chút, khiến công kích của nó cuồng bạo hơn, tốc độ khôi phục năng lượng của nó cũng sẽ nhanh hơn ấy mà, ha ha ha. Bạch Tiền Bối cười gượng nói. Ngay sau đó, Bạch Tiền Bối lại vẫy tay một cái có một vị tu sĩ trọng thương bị một bàn tay vô hình chộp tới từ trong đống đá ở phía xa. Ơ, ờ, là lão tổ sở ra. Tống thư hàng vội kêu lên. Lão tổ sở ra lại phải dừng cuộc chơi ở tầng thứ ba bên ngoài cấm địa, ngã hai lần ở cùng một chỗ. Lão tổ sở ra run rẩy mở mắt ra nhìn về phía tống thư hàng. Thư, hàng tiểu, Hữu rốt cuộc, người cũng đến rồi. Ừ, tống thư hàng đáp lại. Sở ra, vẫn ổn chứ? Lão tổ sở ra run rẩy hỏi. Đã không còn việc gì nữa, các đệ tử đều được cứu ra. Toàn bộ đám tấn công sở ra đều bị bạch tiền bối giết chết cả rồi. Tống Thư Hàng nói, một chiêu kia của bạch tiền bối giáng xuống, phàm là những kẻ không có huyết mạch của sở ra đều bỏ mạng. Vậy thì ta, cũng yên tâm. Lão tổ sở ra nói xong thì ngẹo đầu qua một bên ngất xỉu. Hắn chỉ bị trọng thương thôi chứ không chết được. Bạch tiền bối, vết thương của lão tổ sở ra có chữa được không? Tống Thư Hàng hỏi ngay. Bạch tiền bối. Không phải bệnh hoạn nặng nề gì, uống một viên thuốc, thêm một cái chỉ rũ thuật là sẽ lành ngay. Thư Hàng, trên người người có đan dược trị nội thương không? Nếu có thì cho hắn một viên đi. Có, để ta tìm loại nào thích hợp cái đã. Tống Thư Hàng nói ngay. Khi Tống Thư Hàng tìm đan dược thì Bạch Tiền Bối đã móc ra rất nhiều bộ phận lắp ráp của Pháp bảo ra từ không gian của mình cuối cùng giáp nó thành một ống pháo khổng lồ. Bạch tiền bối muốn làm gì đây? chương 941, phía trước có điều dân muốn hại chấm. Pháp khí này tuyệt đối là cùng loại với ống pháo, không lẫn đi đâu được. Bạch tiền bối muốn bắn một pháo về phía mục tiểu à? Nhưng đang yên đang lành lại đi bắn làm gì chứ? Chẳng lẽ bạch tiền bối chán chơi trò thám hiểm rồi nên muốn dùng súng đạn đánh thông phó bản cấm địa à? hình như cảm giác được ánh mắt khó hiểu của Tống Thư Hàng nên bạch tiền bối quay đầu lại, giải thích cho hắn hiểu. Người đang tò mò muốn biết nó là gì đúng không? Tên của nó dài lắm, ta nhớ tên đầy đủ của nó hình như là thần vũ dạo oai tung hoành thiên hạ. Ừm, còn một đống nữa mà ta quên mất rồi, phần cuối là tử mẫu pháo gặp thần giết thần, cũng không biết là tên dở hơi nào rảnh háng đi đặt cái tên dài thường thượt như thế, nên ta vẫn luôn gọi nó là diệt thần pháo. Nhưng uy lực của nó đỉnh lắm đấy, ta thích nó lắm. Tống Thư Hàng, đúng là một ống pháo, hơn nữa còn là tử mẫu pháo nữa. Trong lúc Bạch Tôn giả nói chuyện thì lại giáp thêm 6 cây pháo nhỏ xếp thành một hàng ngang, nối liền với mẫu pháo. Tước yêu tiểu thải hỏi, tại sao tự nhiên Bạch Tiền Bối lại nghĩ đến chuyện bắn pháo thế? Cô đã hỏi ra nghi hoặc trong lòng Tống Thư Hàng, bởi vì phía trước có kẻ muốn ám toán ta. Bạch Tiền Bối nhếch môi cười gian, hở, Tống Thư Hàng nghi hoặc. Cảm giác của ta sẽ không sai đâu, phía trước có kẻ gài bẫy, định dụ ta qua đó để chơi ta, ta đã quá quen với cảm giác này rồi. Cho nên ta phải đánh phủ đầu. Bạch tiền bối vỗ khẩu tử mẫu diệt thần pháo kia. Sau khi diệt thần pháo được giáp lại thì lập tức kích hoạt. Tử pháo và mẫu pháo đều có vô số văn lộ được tạo thành từ phù văn trận pháp, tựa như những đường chảy củ năng lượng vậy. Bạch tiền bối lại nói với Tống Thư Hàng chỉ cần uy lực của đạn dược đủ lớn thì kệ xác kẻ địch là ai kệ xác âm mưu quỷ kế gì một pháo bắn qua là có thể san bằng được ngay cái này nên gọi là gì nhỉ một pháo xóa ân cừu hà dưới uy lực cường đại của bom đạn tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ biến thành cho bụi tống thư hàng im lặng gật đầu bạch tiền bối nói đúng lắm được rồi các ngươi lùi lại một chút đi lực phản chấn của diệt thần pháo này khá lớn đúng rồi tốt nhất là hãy tạm phong bế thính lực hoặc sang trận pháp cách âm đi, âm thanh của diệt thần pháo có hiệu quả phá hủy tâm trí đấy. Bạch tiền bối lại nói thêm, tống thư hàng và tước yêu tiểu thải lùi lại một khoảng xa, diệp tư thì ra tay bày một trận pháp cách âm loại nhỏ. Âm âm âm, lúc mấy người tống thư hàng đã lùi lại xong xuôi thì bạch tiền bối bắt đầu nã pháo. Tử mẫu diệt thần pháo xếp thành hàng ngang đột nhiên ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt, sau đó diệt thần pháo bắt đầu bắn ra từng chùm sáng bắn ra khỏi diệt thần pháo, nơi ánh sáng đi qua, vạn vận tan nát, mặt đất trở nên khô cằn. Đây hính là pháp khí mà ngay cả bạch tiền bối cũng phải công nhận là uy lực rất đỉnh, uy lực đúng chuẩn không cần chỉnh. Tống thư hàng thoáng nhìn thấy điểm cuối nơi ánh sáng bắn tới bốc lên từng cột mây nhỏ hình quả nấm. Diệt thần pháo này sẽ không có phóng xạ đấy chứ. Lực phá hoại của pháp bảo này đã vượt xa trình độ của tôn giả thất phẩm rồi. Diệp Tư nói thầm trong đầu Tống Thư Hàng cảm giác uy lực còn mạnh hơn cả chiêu pháp thuật vòng bắn ra phi kiếm dùng một lần chưa kịp đặt tên của bạch tôn giả lúc trước nữa. Tống Thư Hàng thầm trả lời. Của nhiên hôm nay bạch tiền bối cứ là lạ thế nào ấy. Ngay cả Diệp Tư cũng nhận ra có điều không ổn. Ừ, nhưng dù sao thì cũng không phải chuyện gì xấu với chúng ta. Ừm, chúng ta có thể tiếp tục xác nhận. Tống Thư Hàng thầm nói, Diệp Tư, cô có pháp thuật nào như thuật phân thân không? Không cần sức chiến đấu gì, chỉ cần có năng lực trinh sát là đủ. Phân thân thì ta không biết. Diệp Tư nói, nhưng ta nhớ trong tay ngươi có một thanh phi kiếm ma, ép có thể cho ta mượn phi kiếm đó. Ta có thể thi triển ngự kiếm thuật, ta có thể để một tia thần thức vào đó, vậy thì vẫn có thể trinh sát được. Vậy chúng ta thử xem. Tống Thư Hàng nói xong thì lấy một thanh phi kiếm màu đen ra khỏi vòng tay pháp khí của mình. Đây là chiến lợi phẩm lấy được từ chỗ vị cảnh mạch đà chủ của vô cực ma tông năm đó, là loại dùng chung của vô cực ma tông, hiệu quả phi hành không được nhanh, nhưng thích hợp để dùng cho việc như ám sát. Tống thư hàng lật tay một phát, truyền thanh phi kiếm màu đen này vào trong thế giới hạch tâm của mình. Diệp Tư, cô cũng vào thế giới hạch tâm của ta, sau đó xem thử con đường nối liền với thế giới Tà Liên có còn không. Nếu như còn thì cô cứ đưa thanh phi kiếm màu đen này vào trong thông đạo đó, xem cái kén lớn trong thế giới Tà Liên còn hay không. Tống thư hàng nói đồng thời hắn lại cộng hưởng phần ký ức lần trước ý thức của mình tiến vào thế giới tà liên, gặp được cái kén do bạch tiền bối tu kết ra. Diệp tư thầm nói, hóa ra là vậy, người nghi ngờ bạch tiền bối bây giờ chính là bị bạch tiền bối tu kia à. Đây chỉ mới là suy đoán của ta thôi, chưa thể xác định được. Cũng không loại trừ khả năng hôm nay bạch tôn giả chơi hai quá nên hưng phấn quá khích. Tống Thư Hàng nói, dù cho Bạch Tôn giả có làm chuyện gì thì Tống Thư Hàng cũng không bất ngờ lắm dù cho ngày mai bạch tôn giả đột nhiên đòi làm thiên đạo thì tống thư hàng nghĩ mình cũng sẽ không thấy lạ ta hiểu rồi để ta đi xem thử diệp tư nói sau đó diệp tư tiến vào thế giới hạch tâm đồng thời cô cũng tìm được thông đạo nối liền thế giới hạch tâm với thế giới tả liên xxxx lúc này bạch tiền bối đã thu hồi tử mẫu diệt thần pháo đi tới bên cạnh tống thư hàng này thư hàng tỉnh lại đi sao lại ngẩn ra thế bạch tiền bối lắc tống thư hàng. Ha ha ha, ban nãy đang nghĩ mấy việc linh tinh ấy mà. Tống thư hàng đáp, nghĩ mấy việc linh tinh, chẳng lẽ người bị uy lực của tử mẫu diệt thần pháo dọa sợ à? Bạch tiền bối lại hỏi. Hơi hơi, tống thư hàng thành thật trả lời, uy lực của tử mẫu diệt thần pháo này đúng là khủng thật. Xem ra người cũng có thiên phú một pháo xóa ân cửu lắm đấy chứ. Lần tới có rảnh thì ta sẽ cầm một bộ diệt thần pháo tặng cho ngươi, để ngươi cũng có cơ hội phát huy uy lực của Diệt Thần Pháo." Bạch Tiền Bối cười ha ha nói, sau đó lại nói thêm: "Đi thôi, bẫy dập, nguy hiểm và kẻ thù ở phía trước đều bị một pháo của ta san bằng rồi. Giờ chúng ta đến đến chỗ cửa cấm địa kia để mở cửa đi." Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý. Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối men theo con đường cháy đen thui này, đi tới trước cửa cấm địa. Con đường cháy đen này chính là do Bạch Tiền Bối dùng Diệt Thần Pháo bắn ra. Cánh cửa cấm địa là một vòng tròn màu vàng khổng lồ, cao cỡ chừng ngọn núi nhỏ, bên trong được vô số vòng tròn vàng nhỏ khác ghép lại. Trên mỗi vòng tròn đều có số, ký hiệu, đồ án hoặc chữ viết riêng. Có thể mở nó ra được không? Bạch tiền bối hỏi thử. Nếu như không mở được thì hắn có thể dùng hỏa lực bắn thủng cánh cửa cấm địa luôn. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi. Tống Thư Hàng nói, cách mở vòng tròn này đã khắc sâu trong đầu hắn từ lâu rồi chương 942, hôm nay, người có tuyệt vọng không? Đám tu sĩ lai lịch bất minh ở trước cánh cửa cấm địa đã bốc hơi cả rồi. Nhưng không rõ cánh cửa cấm địa này được làm từ vật liệu gì, dù bị cú bắn của diệt thần pháo đánh chúng nhưng vẫn không hề sứt mẻ gì. Tống Thư Hàng lại nhớ đến mộng cảnh của Lý Thiên Tố Đạo Trưởng, hắn đi tới trước cánh cửa, đặt hai tay lên những vòng tròn màu vàng kia, khẽ vuốt nhẹ. Hắn đột nhiên thầm cảm khái, cả đống vàng thế này, nếu đưa về nhà là giàu to luôn. Không đúng không đúng, cả đống vàng to hình này mà đưa về nhà cũng không xài được, có khi còn chưa kịp tiêu thì đã nhận được một tờ bằng khen với 500 đồng tiền thưởng rồi. Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ thì tinh thần lực của Tống Thư Hàng đột nhiên nảy mạnh một cái. Sau một khắc, tinh thần lực của hắn đã kết nối với mấy vòng tròn bằng vàng kia. Chỉ cần ý niệm trong đầu hắn vừa động thì những vòng tròn kia sẽ chuyển động theo ý của hắn. Đây là cách để di chuyển những vòng trong bên trong, bằng không dù cho Tống Thư Hàng có dốc hết sức bú mẹ ra thì cũng đừng hòng di chuyển những vòng tròn bên trong vòng tròn lớn này. Vậy thì tiếp theo chính là mở khóa. Tống Thư Hàng dựa theo phương pháp trong trí nhớ, bắt đầu giải mã vòng tròn. Hơn một vạn vòng tròn kia bắt đầu chuyển động theo trình tự khác nhau. Lúc thì là vòng tròn thứ 8.000 bắt đầu chuyển động, tiếp theo lại đổi thành vòng tròn thứ 4.000. Đôi lúc lại có hai vòng tròn đồng thời chuyển động. Toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp, khiến người xem phải hoa mắt. Tước yêu tiểu thải nhìn một lúc thì thấy đầu choáng váng. Nên cô quay đi, vỗ cánh bay đáp xuống bên cạnh lão tổ sở ra đang bị thương. Lão tổ sở ra vẫn đang hôn mê, nhưng bên mép của ông lại có thêm một chút bọt mép. Đúng vậy, khi nãy Diệp Tư bố trí trận pháp cách âm nhưng không bao trùm cả lão tổ sở ra đang bị hôn mê lại. Xem ra, dù đang hôn mê nhưng lão tổ sở ra vẫn bị tiếng nổ phát ra khi diệt thần pháo khai hỏa ảnh hưởng thân thể ông vốn đã bị trọng thương, nay tinh thần lại bị sang chấn nặng, thể xác và tinh thần đều tổn thương nặng nề, lão tổ sở ra đúng là đáng thương. Một bên khác, ở cửa ải thứ ba chỗ phủ bảo thạch bích, tiếng nổ mạnh khi nãy là gì thế nhỉ? Tu sĩ áo tím kia nuốt nước bọt, dù đứng ở chỗ của bọn họ thì vẫn có thể cảm giác được lực sát thương khủng bố ẩn chứa trong vụ nổ khi nãy. Có thể là công kích do pháp bảo nào đó gây ra, quả nhiên không thể xem thường vị bạch tôn giả kia được thanh âm nặng nề trong hư không đáp lại. Chật, đám khôi lỗi người sống mà ta âm thầm bố trí cũng bị dẹp gọn rồi, lần này lỗ to luôn. Tu sĩ áo tím sót của nói. Muốn chế tác một con khôi lỗi người sống như thế cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khó lắm chứ đùa à. Bây giờ lại đi đời nhà ma hết cả rồi, khiến hắn tiếc đứt ruột. Còn những tu sĩ khác thì hắn không quan tâm lắm, dù sao thì hắn dụ đám kia tới cũng chỉ để tấn công sở ra, dụ tống thư hàng tới mở cửa cấm địa ra là chính. Nếu còn sống thì có thể dùng làm công cụ đi trước dò đường trong cấm địa cho hắn. Dù có chết thì cũng có thể chế thành khôi lỗi ra người, tiếp tục làm quân cờ trong tay hắn. Vòng tròn kia phát sáng rồi kìa, Tống Thư Hàng đang mở nó ra đấy. Chúng ta phải chạy qua đó cho nhanh, không thể để bọn họ vào trước. À à à, thanh âm trầm thấp trong hư không nói được một nửa thì đột nhiên hết thảm chỉ thấy tờ phù bảo trên vách núi đá kia đột nhiên phát ra ánh sáng trắng. Bên trên ngưng tụ ra 18 nắm đấm, liên tục đánh về phía hư không, 18 nắm đấm này ẩn ẩn tạo thành một bộ quyền pháp ẩn chứa võ đạo huyền diệu. Tên tướng quân nấp trong hư không đột nhiên bị tấn công, nhất thời bị áp chế không có sức chống đỡ. Sao lại thế này, rõ ràng năng lượng trong phù bảo này đã hao hết rồi mới đúng chứ? Đạo nhân áo tím mở to hai mắt, nhất định là do Bạch Tôn giả kia gây ra quyền pháp của phù bảo này cũng đã biến thành thế này, chết tiệt, ta đã xem thường bạch tôn giả kia quá rồi. Tên tướng quân trong hư không cắn răng nói. Xuất lời, hắn tức giận gầm lên một tiếng. Âm, um, 18 nắm đấm bị một pháp thuật của hắn ăn mòn sạch sẽ, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng khi 18 nắm đấm bị ăn mòn thì phù bảo trên vách núi đá lại lóe sáng, sau đó có 18 nắm đấm đột nhiên xuất hiện rồi đánh về phía tu sĩ si áo tím. Đạo nhân áo tím lập tức nhân mặt, hắn cắn răng một cái, vài con khôi lỗi ra người chui ra khỏi lòng đất, ngăn cản 18 nắm đấm này giúp hắn. Khôi lỗi ra người liên tục vỡ tung, hóa thành một bãi máu. Nhân cơ hội này, vị tướng quân trong hư không túm lấy tu sĩ áo tím, phóng nhanh về phía cửa cấm địa. Cửa cấm địa đã sắp sửa mở ra, bọn họ không có thời gian để dây dưa với đám nắm đấm do phù bảo hóa thành này. Theo tống thư hàng thao túng các vòng tròn ngày thành điêu luyện thì tốc độ chuyển động của chúng cũng ngày càng nhanh hơn, cả vạn vòng tròn nhanh chóng được di chuyển tới vị trí chính xác. Xong xuôi rồi, tống thư hàng thầm thở vào một hơi, nhấc hai tay ra khỏi vòng tròn màu vàng. Ngay sau đó, tống thư hàng chợt thấy mi tâm căng lên đau đớn, thiếu chút nữa là quỷ xuống, đây là dấu hiệu tinh thần lực tiêu hao quá độ. Bạch tiền bối kịp lúc giơ tay ra đỡ lấy hắn. Xong rồi đấy à. Ừ, dựa theo cách trong trí nhớ của ta, đặt tất cả vòng tròn vào vị trí chính xác thì chắc là cánh cửa cấm địa sẽ mở ra. Tống Thư Hàng trả lời. Trong cấm địa sẽ có nguy cơ gì đây? Ngay cả Lý Thiên Tố đạo trưởng cũng phải phi xác bay ra, cảnh giới cỡ như Tống Thư Hàng mà vào đó thì nhất định phải cẩn thận không được sơ suất mới được. Mong là trong đó có cách chữa được hàn bệnh của Lý Âm Trúc." Tống thư hàng khẽ nói. Hắn và Bạch Tiền Bối đều gánh một đoạn nhân quả với Lý Thiên Tố đạo trưởng, về tình về lý thì hắn đều mong mình có thể trả được quả này sớm một chút. Két két két. Sau khi tiếng máy móc vang lên, tiếp đó, lại có tiên đài lầu cát xuất hiện ở bên trong vòng tròn màu vàng, cảnh sắc bên trong đẹp như tranh. Lại có cả tiên vân lượn lờ bay ra từ không gian bên trong vòng tròn màu vàng bên trong loáng thoáng có bóng dáng thướt tha của hai vị tiên nữ, ẩn hiện trong những áng mây lành. Đây chính là tiên cảnh ư. Tước yêu tiểu thải cảm thán nói. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Tống Thư Hàng nói, hắn nhìn lão tổ sở ra miệng sùi bọt mép nằm ở một bên, hình như bây giờ bạch tiền bối không định chữa cho lão tổ sở ra. Là không muốn đưa lão tổ sở ra vào trong không gian cấm điện này ư. Cũng đúng, giữa lão tổ sở ra và bạch tiền bối không hề có quan hệ gì, nếu đưa vào bên trong thì bạch tiền bối còn phải bỏ công chiếu cố lão tổ sở ra nữa. vậy nên tống thư hàng dùng ý niệm thu lão tổ sở ra vào trong thế giới hạch tâm của mình. trong lúc hắn đâm định nhấc chân bước vào không gian cấm địa thì đột nhiên có một mũi tên máu bắn về phía hắn. tống thư hàng vội lùi lại một bước tránh được mũi tên máu này. ta sẽ không để ngươi bước vào đó đâu, tống thư hàng đến đây là kết thúc rồi. một thân ảnh áo tím có phần chật vật xuất hiện chương 943, răng tốt khẩu vị tốt, người có phục hay không hử. Mũi tên máu kia đúng là do tu sĩ si áo tím này bắn tới, hắn rốt cuộc cũng chạy tới kịp trước khi Tống Thư Hàng và Bạch Tiền bối bước vào trong cấm địa, cũng ngăn cản Tống Thư Hàng đang định bước vào. Tống Thư Hàng quay lại nhìn tu sĩ si áo tím này, đối phương mở miệng gọi được tên mình ngay, nhưng hắn hoàn toàn không biết kẻ này là ai. Hơn nữa hình như đối phương rất sợ mình sẽ bước vào cấm địa này thì phải. Tống Thư Hàng nhìn vị tu sĩ si áo tím kia, trạng thái thân thể của đối phương hơi lạ, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cảm giác ra được chân khí hoặc linh khí trên người đối phương, cho nên cũng không thể đoán được thực lực của hắn ta. Ha ha, rốt cuộc cũng chịu ra rồi ư, ta còn tưởng rằng các người định chờ ta và Thư Hàng vào cấm địa rồi mới ra đấy chứ. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Rõ ràng Bạch Tiền Bối đã phát hiện ra tu sĩ si áo tím này từ lâu, thậm chí phù bảo trên vách đá kia cũng là bạch tiền bối cố ý tăng uy lực của nó lên không hổ là nhân vật cấp tôn giả ta đã cố gắng che giấu lắm rồi nhưng vẫn bị ngươi nhận ra tu sĩ si áo tím cũng bình tĩnh nói đương nhiên rồi ta luôn sống trong cảnh bị kẻ khác ám toán chỉ cần có kẻ muốn ám toán ta thì sẽ không thoát khỏi trực giác của ta đâu bạch tiền bối nói với vẻ vô cùng đắc ý tống thư hàng khóe miệng của tu sĩ si áo tím co giật sống trong cảnh bị người ta ám toán là chuyện đáng để đắc ý lắm à. Nếu các ngươi đã xuất hiện rồi thì cũng đỡ tốn thời gian mai phục ở cửa cấm địa, giờ ta sẽ xử gọn các ngươi ở đây luôn. Bạch tiền bối vui vẻ nói, chỉ là một tôn giả thất phẩm vừa tấn chức mà khẩu khí cũng ghê gớm thật đấy. Trong lúc kiếp tiên không xuất hiện, huyền thánh lại ẩn thế thì ngươi thật sự cho rằng cảnh giới tôn giả của ngươi có thể tung hoàng bốn cõi ư. Một thanh âm trầm thấp vang lên giữa hư không, Bạch Tiền Bối ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Thư Hàng. "Đúng rồi, cảnh giới của ta chỉ là Tôn giả thất phẩm thôi ư?" Tống Thư Hàng thở dài, sau đó nghiêm túc nói: "Bạch Tôn giả không thể xem như Tôn giả vừa tấn chức được, hơn 100 năm trước thì hắn đã tấn chức Tôn giả rồi, chẳng qua là rảnh rỗi quá nên mới bế quan hơn 100 năm, vừa mới xuất quan cách đây hơn 100 năm." Bạch Tiền Bối quay lại nói với Tu sĩ áo tím: "Hừ, đã nghe thấy chưa?" ta không phải tôn giả vừa tấn chức nhé, nói gì thì cũng đã tấn chức mấy trăm năm rồi. Xem như một tôn giả cấp bậc nhập môn đấy. Vị tướng quân trong hư không? Kha kha, một trăm hay hai trăm năm thì cũng như nhau cả, chẳng qua cũng chỉ là một tôn giả mà thôi. Tướng quân, đừng có nói nhiều với hắn làm gì, thời gian vòng tròn kia mở ra không lâu, chúng ta hãy hành động theo kế hoạch đi. Tu sĩ áo tím vội nói. Nói dài nói dài sẽ thành nói dở, cứ nói thêm một câu thì sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tương lai. Ha 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 ha, vậy thì cứ giao vị bạch tôn giả này cho lão phu đi. Đại hư không áo nghĩa, vào cho ta. Vị tướng quân trong hư không cười lớn, sau đó lập tức có một cỗ năng lượng vượt xa linh lực đánh về phía bạch tôn giả, một loại lực lượng hư ảo cuốn lấy và bao trùm bạch tiền bối. Cái gọi là đại hư không áo nghĩa kia cũng không phải sức mạnh không gian, mà là một loại pháp thuật ngụy không gian, tới một mức độ nào đó thì có thể diễn hóa ra đòn tấn công không khác gì sức mạnh không gian. Bạch tiền bối cũng không hề tránh né, cứ thế bị. Đại hư không áo nghĩa của đối phương quấn lấy rồi biến mất tại chỗ. Bạch tiền bối biến mất tâm, chỉ để lại một mình tống thư hàng đứng ở cửa cấm địa. Tu sĩ áo tím nhếch mép cười, tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chúng sinh như con cờ, mỗi bước đều không thoát khỏi dự đoán của bản tọa tu sĩ áo tím cũng không nói nhảm, lời dân của cuộc đời hắn chính là hành động thiết thực hơn nói miệng, nên làm nhiều nói ít. Hắn phải bắt được tống thư hàng trước khi vị tướng quân kia bắt được bạch tôn giả. Tu sĩ áo tím phẩy tay một cái, đột nhiên có vô số con khôi lỗi ra người chui ra từ mặt đất xung quanh tống thư hàng, bao vây lấy hắn. Hóa ra là các ngươi. Tống Thư Hàng nhìn thấy đám khôi lỗi ra người này thì lập tức đoán được thân phận của tu sĩ áo tím này. Trước kia hắn và Vũ Nhu Tử đã từng gặp qua vị tiên sinh tự nhận là thần cơ diệu toán ở dưới tầng hâm của sở gia. Chính vị tiên sinh kia kéo đám chiến sĩ nhím biển tới, lại còn cấu kết với hư kiếm phái hỏng chiếm lấy kiếm quyết thần bí của sở gia. Lúc vị tiên sinh kia lẻn vào trong tộc địa sở gia cũng có mang theo vài con khôi lỗi ra người như thế, chỉ có một bộ da người là có thể hoạt động, bên trong chỉ toàn máu tươi chứ không có xương cốt hay nội tạng nhưng tiếc rằng vị tiên sinh này lại đụng chúng tống thư hàng và các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1. Kế hoạch của hắn bị phá sản, ngay cả khôi lỗi hóa thân cũng bị bạch tôn giả tháo rỡ rồi nổ tung. Nay tuy rằng vị tiên sinh kia đã chết, nhưng kẻ đứng sau lưng hắn ta thì vẫn còn. Hắn đã lặng lẽ biến tiên sinh thành khôi lỗi người sống, mà tiên sinh kia đến chết cũng không dám tin rằng mình đã bị biến thành khôi lỗi. Có thể tu sĩ si áo tím này có quan hệ gì đó với vị tiên sinh kia, hoặc có thể hắn chính là kẻ đã biến tiên sinh thành khôi lỗi. Xem ra thư hàng tiểu hữu cũng biết bọn ta. Tu sĩ áo tím cười nói, dù thế nhưng công kích của hắn vẫn không hề dừng lại. Đám khôi lỗi ra người bao vây tống thư hàng cũng không hề trực tiếp tấn công, lực công kích của chúng cũng không cao lắm, bình thường chỉ được dùng để dò đường và bày trận mà thôi. Đám khôi lỗi ra người này chính là dùng để bày trận, sau khi chúng nó xuất hiện thì lập tức hóa thành một đại trận thuộc dạng trói buộc vây chặt tống thư hàng ở tại chỗ. Đồng thời, tay phải của tu sĩ áo tím xoay một vòng, lộ ra một khôi lỗi có kết cấu như hỏng pháo. Chết đi, tống thư hàng, tất cả bảo vật của ngươi, trứng sâu của kiếm cổ vô hình mà ngươi lấy được đều sẽ thuộc về ta. Âm, um, một chùm sáng màu đỏ bắn về phía tống thư hàng. Tống thư hàng có thể cảm giác được, chùm sáng này đủ để bắn chết một tu sĩ tứ phẩm. Đầu năm nay mọi người đều thích một lời không hợp là lại rút pháo ra bắn à đại pháo, tiểu pháo, tử mẫu liên hoàn pháo, một khi khai chiến thì chính là đùng đùng đùng. Đây thật sự là chiến đấu giữa các tu sĩ ư, thật sự không phải chiến tranh giữa quân đội của thế tục ư. Tống Thư Hàng bị trận pháp trói buộc không hề sợ hãi. Chỉ cần một ý niệm thôi là hắn có thể vào thế giới hạch tâm để tránh thoát công kích của đối phương bất kỳ lúc nào. Trừ khi đối phương có thủ đoạn phong tỏa không gian của kiếp tiên cửu phẩm. Nhưng khi đối diện với đòn tấn công này, trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên lóe lên. Sau đó hắn há miệng ra, kích hoạt một trong hai tà thuật lấy được từ Hạt Sen tà liên là răng tốt khẩu vị tốt. Trong miệng hắn sinh ra một lực hút rất đối quỷ dị, trùng sáng màu đỏ đủ để bắn chết tu sĩ tứ phẩm như bị một cái lỗ đen hút vào, bị Tống Thư Hàng hút hết vào trong miệng. Lúc này dù Tống Thư Hàng vẫn còn đang ở cảnh giới tam phẩm, nhưng tắm thuốc, công pháp luyện thể, lại thêm long ma dược tề đã khiến cường độ thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ sánh ngang với cường độ của cảnh giới tứ phẩm luôn ấy chứ. Có thân thể với cường độ tứ phẩm làm nên, lại cộng thêm tà thuật bắn ngược công kích dạng thuần năng lượng, lại thêm pháp thuật của kình thôn thuật, khiến cho hắn thành công nuốt chừng trùng sáng đỏ này. Tu sĩ áo tím thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Dù hắn ta học rộng hiểu nhiều, nhưng một hơi nuốt chừng đòn tấn công từ khôi lỗi pháo của hắn thế này là thiên phú khẩu khiếu gì đây? Không đợi hắn kịp phản ứng thì Tống Thư Hàng lại há miệng ra kêu to một tiếng. À, sau đó, một chùm sáng màu đỏ mang theo chút màu đen đậm bắn ra từ miệng của Tống Thư Hàng. Tu sĩ áo tím căn bản chưa từng thấy kiểu phản kích quỷ gì thế này, không kịp tránh né nên hứng chọn một cú bắn này. Thân thể của hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, bộ áo tím trên người lập tức xuất hiện hộ thuẫn, nhưng sau đó lại vỡ ra ngay, tiếp theo đến phiên áo tím bị đánh nát, mà lớp ra bên ngoài thân thể của tu sĩ áo tím cũng bị tan ra. Sau khi bắn hắn bay ngược hơn 20 mét thì chùm sáng đỏ sen lẫn màu đen đó lại nổ tung, bao trùm tu sĩ áo tím ở bên trong. Ầm ầm ầm, cách đó hơn 20 mét bị nổ thành một cái hố lớn. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi. Tà thuật răng tốt khẩu vị tốt thoạt nhìn có vẻ gân gà, nhưng trong lúc mấu chốt lại ngon lành như thế. Nhưng mùi vị thì không tốt lắm, đắng chát hết cả lưỡi. Sau này phải dùng thử đòn tấn công của pháp thuật khác mới được. Biết đâu lại có pháp thuật có vị ngọt thì sao? Ta đã xem thường ngươi rồi, Tống thư hàng, tuy rằng chỉ có cảnh giới tam phẩm, nhưng ngươi lại khác hẳn những tu sĩ tam phẩm bình thường." Giọng nói của tu sĩ si áo tím vang lên ở phía xa. Trong ngọn lửa của vụ nổ, tu sĩ si áo tím bước ra từng bước, hơn nửa người của hắn bị cháy đen. Nhưng theo mỗi bước đi ra, những chỗ cháy đen trên người hắn liên tục bong ra rồi rớt xuống, bên trong lại kéo ra một lớp da thịt mới. Đây không phải pháp thuật chữa trị mà là năng lực tái sinh thân thể của tu sĩ áo tím này. Không, ta chỉ là một tu sĩ tam phẩm bình thường thôi." Tống thư Hàng nói. "Đúng rồi, hình như ngươi vẫn luôn e ngại ta thì phải. Nếu ngươi đánh trả được công kích pháp thuật thì để ta xem thử, người phản kích đòn tấn công này kiểu gì." Tu sĩ áo tím giang rộng hai tay, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện tám lưỡi dao sắc bén. Sau đó hắn hất mạnh tay, lưỡi dao kia lập tức bắn về phía tống thư hàng trên mỗi lưỡi dao đều có khắc phù văn đây là tám món pháp khí vô cùng sắc bén đủ để phanh thây tống thư hàng thành nhiều mảnh diệp tư tống thư hàng thầm gọi trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi diệp tư đáp ngay hình thức ba đầu sáu tay diệp tư một tay cầm bản mệnh kim thư của mình tay còn lại thì cầm kinh văn thánh nhân xuất hiện ở bên trái tống thư hàng bản thân Tống Thư Hàng cầm bảo đao bá toái của mình, tay còn lại thì cầm phong thiện bút, nho bảo tam phẩm của nho ra. Phía bên phải, Mỹ Nhân rắn công đức tay trái cầm một chiếc dép, tay phải cầm một khúc xương đỏ chót, đây là bảo vật do con boss huyết ma đáng thương nào gió dâng hiến. Chủ yếu là trong tay Tống Thư Hàng chẳng có nhiều bảo vật, không thể nào hóa ra nhiều vũ khí như na cha tam thái tử trong tiểu thuyết được, nên đành phải lấy hai thứ này ra để Mỹ Nhân rắn công đức cầm cho bằng chị bằng em dẫu gì cũng là pháp bảo cả mà. Lúc này tám lưỡi dao sắc bén kia đã bay tới trước mặt Tống Thư Hàng. Lúc này, chỉ thấy bản mệnh kim thư của Diệp Thư nhẹ nhàng lật vài cái, vô số đạo quang mang liên tục bắn ra, đánh lên những lưỡi dao sắc bén kia. Tám lưỡi dao sắc bén đang bắn tới chợt chậm lại, lại có thêm hiệu quả lực cản nên tốc độ lập tức giảm xuống gấp 3. Tống Thư Hàng nhếch môi, vùng bảo đao bá toái lên. Chương 944, ăn phát pháo này sướng cúa, ta đi thăng một tiểu cảnh dưới đây. Đồng thời, thiên phú nhãn khiếu của Tống Thư Hàng là cao thủ thị giác cũng mở ra. Cho nên trong mắt hắn, tám lưỡi dao sắc bén kia giống như biến thành cảnh quay chậm trong pha hành động vậy. Tống Thư Hàng múa bảo đảo bá toái và phong thiện bút trong tay, dễ dàng đón đỡ những lưỡi dao sắc bén kia. Cùng lúc đó, mỹ nhân rắn công nước bên phải cũng ra tay, cô dùng khúc xương đỏ như máu kia đẩy hết những lưỡi dao nọ từ sau khi Mỹ nhân rắn công đức tiến hóa xong thì hình như ngày càng cơ trí hơn. Động tác đón đỡ lưỡi dao lần này không phải do Tống Thư Hàng khống chế mà do cô tự làm. Lẽ nào năng lực hộ chủ lại được cường hóa rồi ư? Không chỉ như thế, sau khi Mỹ nhân rắn công đức đón đỡ mấy lưỡi dao kia thì giơ tay còn lại lên ném cái dép đánh mặt ra ngoài. Dép đánh mặt này là Tống Thư Hàng mua được lúc đi dạo phố ở Bạch Vân Thư Viện của nho ra, sau này vẫn luôn bị nhét trong túi thu nhỏ một tấc chưa từng dùng tới lần này mỹ nhân rắn công nước ném nó ra thì tốc độ tăng mạnh ẩn ẩn đột phá tốc độ âm thanh chỉ trong nháy mắt khi mỹ nhân rắn công nước ném ra thì chiếc dép đánh mặt kia đã hịn lên má trái của tu sĩ si áo tím bốp một tiếng thật vang tu sĩ si áo tím không chút đề phòng bị đánh bay ra ngoài rất vài cái răng tống thư hàng o gạch dưới o khoa trương giữ vậy sao tuy rằng không nhìn ra cảnh giới của tu sĩ si áo tím là gì, nhưng ít nhất cũng phải là tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí rất có thể là ngũ phẩm mà. Thế mà lại bị đánh bay chỉ trong chớp mắt như thế. Chẳng lẽ ta nhặt được của quý, thật ra chiếc dép đánh mặt này chính là thần khí, chẳng qua xưa nay chưa từng có người nhìn ra, mãi cho đến ngày hôm đó ta may mắn mua chúng à. Tống Thư Hàng lắc đầu, thần khí cái con khỉ, kịch bản kiểu này không thể nào xuất hiện trên người hắn được hơn nữa dép đánh mặt này là một món pháp khí dùng chơi cho vui ở đó khi ấy chủ tiệm còn nói đây là hàng dễ bán lại còn bán rất đắt nữa tống thư hàng không khỏi nhìn về phía mỹ nhân rắn công đức nếu như vấn đề không phải ở chiếc dép đó thì chắc chắn là ở mỹ nhân rắn công đức rồi trong tay cô món pháp khí chơi cho vui này mới phát huy được lực công kích cường hãn lúc này mỹ nhân rắn công đức vẫn giữ đơ mặt như cũ cô đang giơ tay lên vẫy liên tục trong hư không, chiếc dép đánh mặt kia liên tục xuất kích. Bốp, tu sĩ áo tím vừa mới đứng dậy thì má phải cũng bị đánh cho một cú trời ránh, sau đó lại bay ra ngoài tiếp. Có người đánh má trái của ngươi, ngươi hãy chia cả má phải ra, chỉ cần cắn chặt răng thì ngươi sẽ cảm thấy sung sướng. Bốp bay ra ngoài, bốp lại bay ra ngoài, bốp lại bay thêm cú nữa, nhưng lần này không có tiếng kêu thảm nữa, hình như tu sĩ áo tím đã bị đánh ngất rồi mỹ nhân rắn công đức không định tha cho hắn, mặt mày vẫn lạnh tanh, dép đánh mặt liên tục và bốp 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 lên gương mặt đẹp trai của tu si áo tím. Đánh má trái xong thì vả luôn má phải, vả phải xong thì lại tát bên trái, có khi lại tát mỗi bên hai trái, nhưng bảo đảm công bằng tuyệt đối, số lần đánh hai bên luôn đều nhau. Đây là đang quất xác à. Tống Thư Hàng nhìn mỹ nhân rắn công đức, tuy rằng cô ấy vẫn đơ mặt không hề có biểu cảm, nhưng cứ có cảm giác hình như cô đang chơi rất hăng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ xong thì không ngăn cô lại. Đúng rồi, Diệp Thư này, ban nãy cô đã cho phi kiếm vào thế giới tả liên chưa? Có thấy cái kén đó không? Tống Thư Hàng chợt hỏi. Bạch Tiền Bối Thu, chúa tể của thế giới cửu U đang nằm ngủ trong cái kén lớn của thế giới tả liên. Vị Bạch Tiền Bối Thu đó từng nói là muốn ngủ một ngàn năm, không ngủ đủ sẽ không dậy. Nhưng hôm nay Tống Thư Hàng thấy phong cách của Bạch Tiền Bối trong hiện thế rất lạ, càng lúc càng cảm thấy hành vi của bạch tiền bối hôm nay không khác gì bạch tiền bối tu kia. Cho nên hắn nghĩ ra hai khả năng, một là hôm nay bạch tiền bối học múa máy xúc xong thì chơi hai quá nên rơi vào trạng thái phân kích. Khả năng khác chính là hắn đã nhận nhầm người, vị bạch tiền bối trước mắt không phải bạch tôn giả mà chính là bạch tiền bối tu của thế giới cửu U. Tống thư hàng chắc ăn hơn 80%, người này chính là bạch tiền bối tu. Lúc này Diệp Tư lại đáp, đã dò xét qua rồi, cái kén trong thế giới cửu u vẫn còn đó. Phi kiếm của ta bay tới bên cạnh nó, thông qua cảm ứng thì nhận thấy bên trong cất giấu một tồn tại vô cùng khủng bố. Cho nên vị bạch tiền bối tu kia của ngươi hẳn là vẫn còn đang ở bên trong thế giới tả liên đó. Bạch tiền bối tu vẫn còn ở đó ư? Nói vậy là ta đã đoán sai rồi sao? Tống thư hàng nói. Hôm nay bạch tôn giả thật sự chơi hay quá nên ở vào trạng thái phấn khích, khiến ngôn hành cử chỉ khác hẳn với bình thường ư? đợi đã. Nếu như bạch tôn giả không phải bạch tiền bối tu mà hắn đã đoán thì chẳng phải bây giờ ngài ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm ư. Tên cao thủ nấp trong hư không cứ mở miệng ra là lại nói chỉ la ép một tu sĩ cấp tôn giả, nói vậy thì thực lực của đối phương ít nhất cũng là huyền thánh bát phẩm đổ lên. Bạch tiền bối cảnh giới thật phẩm có phần thắng ư. Trong lòng Tống Thư Hàng bắt đầu nơm nấp lo sợ. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì có một con khôi lỗi ra người ở phía sau lưng hắn đột nhiên nhào lên, hai trưởng đánh lên eo của tống thư hàng. ầm, um, hai chùm sáng màu đỏ đánh lên chỗ eo của tống thư hàng rồi nổ tung, ngọn lửa vô tình nuốt chửng tống thư hàng. khôi lỗi ra người nhếch mép lộ ra nụ cười vô cùng quỷ dị. người đã quá sơ suất rồi tống thư hàng, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá yếu. là giọng nói của gã tu xi si áo tím kia. bản tôn của hắn vẫn đang còn bị dép đánh mặt và bôm bốp nhưng ý thức của hắn lại lặng lẽ chuyển đến trên khôi lỗi ra người ở sau lưng Tống Thư Hàng. Trong lúc nói chuyện, khôi lỗi ra người lại giơ hai tay ra, cũng lộ ra hai kết cầu ống pháo. Sau đó có một đạo cột sáng bắn ra từ bên trong khôi lỗi pháo, liên tục bắn lên người Tống Thư Hàng. Chỉ cần bắt được cơ hội thì phải bắn cho chết mới thôi. Âm 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 âm, liên tiếp hơn 10 pháo, thân thể của Tống Thư Hàng bị ánh sáng của pháo bao trùm, năng lượng cường độ cao biến thành ánh sáng chói lóa, sau đó là vô số vụ nổ mạnh liên hồi. Sau 10 phát, dường như Tống Thư Hàng đã mất hết khả năng chống trả. Ở phía xa, chiếc dép đánh mặt đang lơ lửng bỗng nhiên rớt phịch xuống đất. Ánh sáng từ khôi lỗi pháo và mấy cú nổ kia dần lắng xuống. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố to, bóng dáng của Tống Thư Hàng đã biến mất tăm, ngay cả tiểu tước yêu ở cạnh hắn cũng đã mất hút. Bản tôn của tu sĩ si áo tím ở phía xa bò dậy, hắn nhíu mày nhìn nơi Tống Thư Hàng biến mất chỉ nhíu mày chứ không hề có vẻ vui mừng. Sao đột nhiên lại biến mất thế này? Vừa rồi khôi lối pháo của hắn bắn một loạt, tuy uy lực có lớn thật, nhưng cũng không thể nào bắn tống thư hàng đến mức chẳng để lại chút cặn nào như thế mà. Là độn pháp bí mật gì ư? Không đúng, cho dù là động pháp gì thì cũng sẽ xuất hiện dị tượng lúc thi triển, không thể nào im lặng biến mất như thế được. Trừ khi, là bí pháp loại không gian để bảo vệ tính mạng. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy chứ? tu sĩ si áo tím thở hổn hển. Đồng thời hắn cũng quay đầu nhìn hư không, tướng quân vẫn chưa quay về. Ban đầu tướng quân còn nói là trong vòng năm hơi thở là có thể xử lý được tên bạch tôn giả kia, nhưng lâu thế rồi mà tướng quân vẫn chưa về. Cảm giác bất an trong lòng tu sĩ si áo tím ngày càng nặng nề hơn. Lát sau hắn lại cắn răng một cái. Các ngươi đứng canh ở nơi này, một khi thấy tên tống thư hàng kia xuất hiện thì hãy lập tức bao vây lấy hắn tu sĩ áo tím ra lệnh cho đám khôi lỗi ra người kia. Đồng thời, hắn lại để một con khôi lỗi ra người đã được cải tạo tìm chỗ kín đáo nấp vào. Cuối cùng hắn hít sâu, nhảy vào bên trong vòng tròn của cấm địa. Nếu như tướng quân có thể thuận lợi quay về thì hắn có thể thông qua những con khôi lỗi ra người kia để chỉ dẫn cho tướng quân vào cấm địa tìm hắn. Cho dù những con khôi lỗi ra người này bị hủy diệt thì con khôi lỗi vừa nấp đi kia cũng có thể dẫn đường. Nếu như tướng quân thất bại, vị bạch tôn giả kia quay lại cấm địa thì những con khôi lỗi ra người này cũng có thể báo động. Lúc này tu sĩ si áo tím không còn tiêu sái như thể tất cả đều nằm trong bàn tay của bản tọa nữa. Trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng, Diệp Tư, Thư Hàng, tại sao lại phải trốn chứ? Nếu như hai người chúng ta phối hợp thì vẫn có thể xử được tên tu sĩ si áo tím kia mà. Hơn nữa hành vi đánh lén của hắn cũng bị ta phát hiện, mỹ nhân rắn công đức cũng đã ngăn công kích giúp ngươi rồi mà. Ừm, là thế này, mỹ nhân rắn công đức đã gánh phần lớn công kích giúp ta, nhưng vẫn có một phần bắn chúng lên người ta. Tống Thư Hàng đáp. Diệp Tư, nhưng người không bị thương mà. Cô là linh quỷ của Tống Thư Hàng, lại đang giữ trạng thái hợp thể với hắn, cô cảm ứng được Tống Thư Hàng không hề bị thương. Ừ, ta không bị thương, thật ra sau khi bị ánh sáng công đức lược qua thì mấy phát pháo kia bắn lên người ta sướng quá. Tống Thư Hàng cười ha hả rồi nói hai công pháp là bất động kim cương thân với nhau ra kim cương thân của ta bị mấy pháo đó ảnh hưởng tựa như sắt thép được tôi luyện nhiều lần được hai loại công pháp luyện thể này ảnh hưởng mạch thứ tư trong cơ thể ta là không vương mạch sắp mở rồi ta định nhân dịp này mở không vương mạch ra luôn vậy thì ta lại đến gần cảnh giới tu sĩ tứ phẩm hơn rồi diệp tư nhưng chúng ta cũng có thể giết tên tu sĩ áo tím kia trước rồi tấn cáp cũng được mà thả hổ về rừng thì hậu hoạn khó lường đặc biệt là đối phương còn đi vào trong cấm địa nữa. Nếu như đối phương làm gì ở trong đó thì nguy hiểm lắm. Không sao, Tống Thư Hàng cười lớn nói. Bạch tiền bối đi theo sau lưng hắn đấy. Tiểu thải, Bạch tiền bối ư, hắn về khi nào thế? Ngay khi chúng ta chúng phát pháo đầu tiên thì Bạch tiền bối đã về rồi. Sở dĩ ta tha cho tên kia cũng là vì Bạch tiền bối truyền âm dặn dò đấy. Tống Thư Hàng nói tiếp bây giờ chờ ta mở không vương mạch ra thì lại vào cấm địa họp mặt với bạch tiền bối. chương 945, ta chia cho ngươi 143 hư ảnh thần viên. Một bên khác, vị tướng quân thần bí nọ đã quỷ rồi, quỷ cái một luôn. Ban đầu tướng quân vô cùng chắc ăn, dùng bí pháp đại hư không áo nghĩa đưa vị bạch tôn giả kia vào trong nửa thế giới hư không của hắn ta, còn bốc phét với tu sĩ si áo tím rằng có thể xử lý bạch tôn giả trong vòng năm hơi thở, cổ thật hắn có vốn liếng để tự tin, hư không bán thế giới mà hắn dùng bí pháp tạo thành có thể nói là một lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này thì hắn chính là chúa tể, chỉ cần ở đây thì xử lý một tôn giả trong vòng 5 giây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy nên tướng quân cũng hiện ra nguyên hình trong lĩnh vực của mình. Đó là một con tinh 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 vô cùng khổng lồ, trên người mặc chiến giáp màu vàng, tay cầm một thanh trường đao đồng xanh vô cùng cổ kính. Đối diện với hắn, Bạch tiền bối lơ lửng trong lĩnh vực này, nhưng không hề kinh hoàng, chỉ tò mò đánh giá con tinh tinh này như có điều suy nghĩ. Bạch tôn giả, có thể chết trong bán thế giới hư không của ta thì cũng là vinh hạnh của ngươi. Tướng quân tinh tinh trầm giọng nói. Vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hư ảnh hơn trăm con vượn viễn cổ khổng lồ, mỗi con vượn viễn cổ khổng lồ ấy đều đại biểu cho một phần thần lực thông thiên. Hơn một trăm hư ảnh vượn khổng lồ tụ chung một chỗ có khí thế vô cùng khổng lồ. Ta nội tu bí pháp đại hư không áo nghĩa, ngoại tu thần công thánh viên long lực, hôm nay số lượng thánh viên viễn cổ trên đầu ta đã có hơn 107 con, chỉ cần chờ ta ngưng tụ ra được hư ảnh của một con thánh viên viễn cổ nữa thôi thì có thể đạt đủ số 108. Đến lúc đó ta có thể ngưng tụ những hư ảnh thánh viên viễn cổ này thành chân ảnh thần vượng viễn cổ. Đến lúc đó cũng là khi ta chính thức tấn chức kiếp tiên cửu phẩm. Tôn giả nhân loại nho nhỏ kia, bây giờ ngươi đã sợ chưa? Tướng quân tinh tinh trầm giọng hỏi. Khác với tu sĩ si áo tím với quan niệm nói ít làm nhiều, tướng quân tinh tinh này lại thích nói lắm. Nhưng hắn đây cũng không phải kẻ lắm mồm không thôi, đây cũng là một kiểu phong cách chiến đấu của hắn. Thật ra đây toàn là tướng quân tinh tinh dùng để tự khích lệ bản thân mình. Không rõ tại sao, khi đối mặt với vị tôn giả nhân loại này, trong lòng hắn lại thấy kinh sợ. Rõ ràng bản thân hắn là huyền thánh, theo lý mà nói thì thực lực vượt xa vị tôn giả nhân loại này, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy sợ. Loại sợ hãi này rất khó giải thích, sợ hãi đến mức khiến hắn khôn biết phải làm sao. À, thần công thánh viên long lực, thì ra là vậy, ngươi là thú tu của thú giới. Chẳng trách ta cứ cảm thấy khí tức trên người ngươi là lạ. Bạch tiền bối đột nhiên bật cười. Tại sao tên tôn giả nhân loại này vẫn có thể cười được chứ? Sắc mặt của tướng quân tinh tinh xa sầm lại, khí thế trên người ngày càng nặng nề hơn khí thế cường đại như thực chất cũng ập xuống người bạch tiền bối. Đồng thời, một số hư ảnh thánh vượn trên đỉnh đầu của hắn gào to, sát khí đằng đằng. Nhưng đối mặt với khí thế nặng nề và sát khí âm trầm kia, bạch tôn giả vẫn không hề bị chút ảnh hưởng nào. Đúng rồi, người mới nói khi đủ 108 thì có thể biến hư ảnh tôn giả nhân loại thành chân ảnh thần viên viễn cổ ư. Người dọa ta đấy à, tưởng ta không biết về thần công thánh viên long lực này ư. Bạch tôn giả cười ha hả. Ha khí tức trên người tướng quân tinh tinh lập tức ngưng tụ lại. Người biết thần công thánh viên long lực ư, không thể nào, đây là bí mật bất truyền của thú giới bọn ta mà. Ta không chỉ biết rõ về loại công pháp này, mà còn học được nó nữa kia. Bạch tiền bối nói xong thì hai tay run lên. Ngay sau đó, từng hư ảnh thánh viên viễn cổ liên tục xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Khác với những hư ảnh thần viên viễn cổ lộn xộn nhét chung một chỗ với tướng quân tinh tinh kia, hư ảnh thần viên viễn cổ trên đỉnh đầu bạch tiền bối như một đội quân vậy, từng đạo xuất hiện và xếp ngay ngắn lại. Trường năm 600 hư ảnh thần viên viễn cổ xuất hiện ngay ngắn chỉnh tề, lơ lửng trên đỉnh đầu của bạch tiền bối. Mỗi hư ảnh thần viên viễn cổ đều có thể thích khổng lồ, năm sáu con lơ lửng trên hư không giống hệt như một đội quân quái vật vậy. Tướng quân tinh tinh mở to hai má ra nhìn, không sai, đây đúng là khí thức của thần công thánh viên long lực, thần viên viễn cổ không phải ảo giác, là thần công thánh viên long lực thật sự. Từ nhỏ hắn đã tu luyện loại công pháp kia, không thể nào nhận lầm được. Tiếp theo, tướng quân Tinh Tinh lại đếm thật kỹ số lượng hư ảnh trên đầu của Bạch Tiền Bối. 587 con. 587 con, sao có thể như thế chứ? Một nhân loại thì làm sao có thể tu luyện ra 587 hư ảnh thần viên viễn cổ được? Tướng quân Tinh Tinh kêu to. Đây cũng không phải 58 con, mà là 587 con đấy đối mặt với gần 600 hư ảnh thần viên viễn cổ của vị bạch tôn giả này, một kẻ chỉ mới tu luyện ra được 107 hư ảnh thần viên viễn cổ như hắn thật sự quỳ luôn. Đồng thời tướng quân tinh tinh cũng hiểu rõ tại sao bỗng nhiên mình lại thấy sợ như thế. Thần công thánh viên long lực với 587 hư ảnh thánh viên, cho dù nhân loại này chỉ là một tôn giả thất phẩm đi nữa, nhưng dựa vào mức độ cường hãn của thân thể thì cũng có thể vượt cấp khiêu chiến chỉ riêng số lượng thánh viên mà tính thôi thì cường độ thân thể của đối phương phải gấp 5 lần của hắn. Ha ha ha, công pháp này cũng dễ thôi ấy mà, sau khi ta lấy được thì có luyện đại một chút, thế là luyện được 587 con thánh viên luôn. Đúng rồi, số lượng 587 con thánh viên nghe nó ngốc ngốc nhỉ, đây chẳng phải đang nói ta ngu ngốc sao. Phi, U Ba Chi phát âm gần giống Vô Ba Chi. Bạch Tiền Bối bất mãn nói. Trong lòng tướng quân tinh tinh nhỏ máu, số lượng 587 mà còn bị ghét bỏ á. Nếu như ngươi không cần thì hãy cho ta đi, đáng chết, ta chỉ có 107 con thôi này. Dường như nghe thấy tiếng lòng gào thét của tướng quân tinh tinh nên bạch tiền bối đột nhiên nói. Vậy đi, ta cảm giác mới gặp ngươi thì như đã quen từ lâu. Ngươi khá giống với một con vật ta từng nuôi, nhưng thú cưng của ta mất hơi sớm. Thế này đi, ta chia cho ngươi một ít hư ảnh thần viên viễn cổ để coi như quà gặp mặt nhé hả? Đầu óc tướng quân tinh tinh đã không theo kịp tình huống rồi. Chia cho ngươi 143 hư ảnh thánh viên, để ngươi đủ số 250 con, đồ ngốc rất hợp với ngươi. 250 là đồ ngốc. Bạch tiền bối nói. Nói xong, bạch tiền bối giơ tay chỉ vào hư ảnh thần viên viễn cổ của mình, đếm ra 143 con. Sau đó dưới sự khống chế của bạch tiền bối, 143 hư ảnh thánh viên này bước đều như một đội quân, Đi tới trên đỉnh đầu của tướng quân Tinh Tinh. Tiếp theo, trong ánh mắt không dám tin của tướng quân Tinh Tinh, 143 hư ảnh thánh viên kia thật sự lại kết hợp với hắn. Ngay sau đó, tướng quân có thể cảm giác được cường độ thân thể của mình đang tăng lên liên tục. Cơ thể phồng lên một vòng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Cường độ thân thể của hắn đã tăng lên hơn gấp đôi. Sức mạnh, sức mạnh đang bùng lên liên tục. Đây chính là quán đỉnh truyền công ư? nhưng chỉ mới nghe nói chân khí, linh lực hay huyền năng gì đó mới có thể thông qua quán đỉnh truyền công để truyền cho tu sĩ khác, từ khi nào mà ngoại công cũng có thể truyền thế này. Tướng quân tinh tinh cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu vỡ ra. Được rồi, nếu quả gặp mặt cũng đưa cho ngươi rồi thì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thú cưng số 3 của ta. Ngoài ra, thú cưng số 2 là một con chuột hamster đáng yêu lắm, lần tới có cơ hội thì ta sẽ đưa ngươi đi gặp nó. Số 1 thì đang ngủ đông. Bạch tiền bối vui vẻ nói. Gì, thú cưng á? Nói đùa cái gì thế? Ta chính là trinh tây đại tướng quân, thánh viên đại tinh tinh của thú giới, sao ta có thể trở thành thú cưng của ngươi được chứ? Tướng quân tinh tinh tức giận hét lên. Chuyện mất hết tôn nghiêm như làm thú cưng này thì sao hắn có thể tiếp nhận được chứ? hắn cũng đâu phải thứ mắc bệnh M của nhân loại đâu. Cảm giác tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục nên tướng quân tinh tinh tức giận gầm lên. Trong cơn phẫn nộ, chút cảm giác sợ hãi kỳ lạ trong lòng nó cũng tan biến. Nhân lúc trạng thái đang tốt, tướng quân tinh tinh vận chuyển đại hư không áo nghĩa, trường đao trong tay cũng đâm xuyên qua không gian, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh bạch tiền bối, gác lên cổ của hắn. Chiếc cổ trắng nón mảnh khảnh của tôn giả nhân loại này đang ở trước mắt, chỉ cần đao của hắn quẹt nhẹ một cái thôi là có thể giết chết được nhân loại này. Tuy rằng cảm giác nhân loại này đặc biệt tuấn mỹ, giết đi thì tiếc quá. Nhưng hắn không thể nhịn được chuyện bắt hắn làm thú cưng được. Cho nên Tôn giả nhân loại này nhất định phải chết. Hơn nữa mình hoàn toàn không cần phải sợ, trước kia hắn bị gần 600 hư ảnh thánh viên viễn cổ và thủ đoạn của đối phương dọa hết hồn, nhưng đối phương là Tôn giả, thua hắn cả một đại cảnh giới mà. Chết đi, Bạch Tôn giả! Tướng quân tinh tinh quát to một tiếng. Đao phong chém xuống một cái. Lúc này bạch tiền bối đột nhiên quay đầu lại, nhìn tướng quân tinh tinh. Chật, thân là một con thú cưng, nếu như dám cắn chủ nhân thì sẽ bị nấu lẩu đấy. Bị bạch tôn giả nhìn một cái, trong lòng tướng quân tinh tinh đột nhiên trào dâng cảm giác sợ hãi. Tựa như khi mình vẫn còn là một con tinh tinh nho nhỏ bị thiên địch nhìn chằm chằm vậy. Bạo long lưng bạc cũng là một chủng tộc trong thú giới, Thân có một phần huyết mạch thần long, chúng nó cho rằng nhai thịt Thánh viên tinh tinh rất ngon, đặc biệt là tinh tinh con, ăn ngon hết biết. Đối với tinh tinh con mà nói thì bị một con Bạo Long Lưng Bạc nhìn chúng đúng là một việc vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cảm giác hoảng sợ trong lòng tướng quân Tinh Tinh chỉ lóe lên thì đã bị hắn dằn xuống. Thân là Trình Tây đại tướng quân của thú giới, nếu như chỉ chút sợ hãi đó mà cũng không vượt qua được thì hắn đã trở thành thức ăn trong miệng của những con thú cạp rồi. Mẹ nó Ai là thú cưng của ngươi hả? Tướng quân tinh tinh tức giận, vũ khí trong tay đột nhiên chém xuống. Keng! Trường đao sắc bén vô cùng chém lên chiếc cổ trắng nõn của bạch tôn giả. Nhưng cảnh tượng đầu của bạch tiền bối bay lên lại không hề xuất hiện, chiếc cổ của bạch tôn giả vẫn trắng nõn không chút tì vết, ngay cả dấu ngấn cũng không có. Nhưng thanh trường đao pháp khí bản mệnh trong tay tướng quân tinh tinh lại nứt vỡ. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 63